Diêm Vương cũng sợ Phật A-di-đà. Nói tiếp về bà hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện. Sự vĩ đại của Phật A-di-đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ. Đây là việc 5 năm về trước. Ở kế nhà của bà là nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa đêm, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa. Bà hoàng to tiếng hỏi: "Ai đó?" Thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời: "Ta là sứ giả của Diêm La, phải đến tìm một người." Bà hoàng lại to tiếng nói: "Nhà này của chúng tôi là người theo Phật A-di-đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các ngươi. Đi khỏi đây nhanh đi." Nói xong, bà liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Được một lúc, bà ngừng lại lắng nghe. Bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết. Bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn. Có người khua chiêng đánh trống, có người mang cờ, lệnh bài. Cuối cùng là một người mặc đại bào xanh, ngồi một cái kiệu to 4 người khiêng. Cả đám đang vội vã chạy. Bà hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy, hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng trong miệng vẫn còn niệm A-di-đà Phật. Nguyên là hai mẹ con cô gái nhà kế bên bà hoàng. Cô con gái năm nay 18 tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng trứng chim bồ câu. Muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi, hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đại Trung. Không may sau khi mổ thì chết. Ngày đó đúng là ngày thứ 3 sau cái đêm trong giấc mộng bà hoàng thấy do nhờ câu A-di-đà Phật mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La. Bà hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, do vì trước khi xảy ra việc bà không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết trước thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng 3 ngày trước bà không dám nói với họ về giấc mộng vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người. Do gì không biết hư thật thế nào, sau khi nói ra e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở quán kết. Một mai vô thường đến, người không biết niệm danh hiệu Phật sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La. Không cách gì, chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem, người trì danh hiệu Phật có vô lượng vô số chư Phật ở 6 phương, nhiều như số cát sông Hằng, đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La làm sao dám đến gần người niệm Phật? Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật nếu như đến lúc thọ mạng hết thì chỉ có Tây Phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn giảng sanh về nước Phật. Một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo, thọ cái khổ luân hồi này nữa. Cho nên xin khuyên các vị độc giả đến giới môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật, tự mình được cứu. Chuyện thứ 48. Trong mộng niệm Phật cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong của liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu, tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Dinh, miền Nam. 4 năm trước, theo chồng dời về ở thôn Thảo Hồ ở Vũ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tính tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn. Có được công phu lớn mạnh hơn người, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói: "Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng to lớn. Tôi 1 năm trước
có một đêm nằm mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Dinh. Bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác, tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại. Đang sắp lôi đi, tôi lập tức níu mẹ tôi lại không buông, lớn tiếng la to, A-di-đà Phật đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A-di-đà Phật vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A-di-đà Phật có sức oai thần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc anh Mãn đang vo gạo trong bếp, người áo xanh, tức áo của bưu điện, đưa đến một lá thư nhanh. Bóc ra xem thì mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đang hôn mê. Anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Dinh. Ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lời Lục Tự Hồng Danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Dinh, xuống xe nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự, tay trái chân trái nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ ba, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú Đại Bi cho mẹ uống và bảo mẹ cùng niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ bảy, tính từ ngày anh Mãn về, thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau, mỗi tháng đều về thăm mẹ. Mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo, gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm, cuối cùng ra đi an tường trong tiếng niệm Phật trợ niệm của anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen anh Mãn là người con hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật để lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung trợ niệm cho vãng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Tôi nói chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được Tam Thánh thị hiện, không mang theo máy chụp hình. Nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác là có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ. Câu chuyện thứ 49. Lúc giải phẫu quét thịt ở cánh tay, thần thức dạo chơi thiên đường. 15 năm trước, Tấn Lễ, đứa con trai thứ ba, Việt Nam gọi là thứ tư, của liên hữu Chung Chim Khoan Phụng mới 15 tuổi. Nhà họ ở phía trước rạp hát quốc tế đường Phục Hưng. Lúc bấy giờ, sư tỷ Khoan Phụng thường dẫn cậu ta đến liên xã lạy Phật nghe Pháp. Nhưng đời người tai nạn nhiều. Vào mùa thu năm đó, có một buổi chiều, Tấn Lễ đang đứng trước cửa nhà mình, bỗng một chiếc xe tải lớn muốn tránh ba đứa nhỏ đang giỡn ở giữa đường, đột nhiên khẩn cấp quẹo sang bên phải, lập tức tông vào Tấn Lễ đang đứng trước cửa. Thật là tai họa từ trời giáng xuống bất ngờ. Cái móc trong lòng bánh xe quấn chặt quần áo của nó, lôi nó đi một khoảng hai cột đèn. Xe lại thắng không dừng. Lúc đó, Tấn Lễ tự nghĩ tánh mạng khó giữ được. Trong cơn nguy cấp phát sanh trí huệ, trong miệng nó bỗng nhiên nói dọt ra: "Mẹ con là người tin Phật, xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mau đến cứu con đi." Kêu liền ba lần như vậy, nói ra cũng thật kỳ lạ. Chiếc xe liền thắng đứng lại, chỉ còn một chút xíu nữa là bị bánh xe cán chết rồi. Nhưng cánh tay trái đã bị xây xát nặng, từ trên khuỷu tay đến bàn tay, máu thịt và các đá lẫn lộn không phân biệt được, liền đưa vào bệnh viện tỉnh lập Đài Trung. Tấn Lễ tội nghiệp, nhập viện được 3-4 ngày thì cánh tay đó sưng phù lên đen thui, do vì các đá lẫn lộn vào trong da thịt hơi nhiều, nhất thời lấy ra không hết.
Bác sĩ liền nói với Khoan Phụng rằng: cánh tay này của cô phải cưa bỏ mới an toàn, nếu không thì nguy tới tính mạng. Khoan Phụng liền thương nghị với bác sĩ rằng: tôi xem cánh tay này, ngón tay động đậy được, gân cốt còn tốt, không bị thương. Hiện giờ chỉ là da thịt bị hư rửa thôi. Xin bác sĩ cố gắng giúp cho cháu khỏi bị cưa tay, chỉ khoét da thịt hư rửa đó bỏ đi là được rồi. Bác sĩ cũng liền theo lời yêu cầu của cô ta, đánh thuốc mê cho Tấn Lễ mê đi, rồi bắt đầu phẫu thuật, khoét đi cả mâm thịt lẫn lộn cát đá. Khoan Phụng thì ở một bên cứ niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuộc phẫu thuật của Tấn Lễ hoàn thành thuận lợi. Sau khi thuốc mê giả, tỉnh táo trở lại, Tấn Lễ liền nói với mẹ nó rằng: má, con vừa rồi nằm trên bàn mổ, sau khi mất hết tri giác thì thấy một ông bác sĩ mặc đồ trắng bồng con đến nơi rất là đẹp. Con hỏi ông ta đây là đâu, ông ta đáp là thiên đường, lại bảo rất nhiều cô gái đẹp nhảy múa cho con xem. Con lại hỏi ông ta những cô gái đẹp này là người ở đâu. Ông ta nói với con là thiên nữ. Má, con rất là sung sướng, có thể đi đến thiên đường xem được những cảnh giới này. Sư tỷ Khoan Phụng liền biết đây là sự cảm ứng do cô cố sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được. Nhất định là phương tiện khéo léo của Quán Thế Âm Bồ Tát khiến cho tinh thần của Tấn Lễ được an ủi, quên đi sự đau đớn. Sư tỷ Khoan Phụng mắt nhìn thấy cánh tay trái của con mình sau khi bị khoét đi một miếng thịt, chỉ còn lại gân và xương, khó tránh khỏi đau lòng, lo lắng. Nhất là thời gian nuôi con ở bệnh viện, sớm tối không có tụng niệm được, tinh thần cảm thấy không yên. Thế là liền về nhà thỉnh một bức Tây Phương Tam Thánh nhỏ đem vào bệnh viện dán lên trên tường. Ngoài hai thời khóa sớm tối ra, cô vẫn cứ thành kính cầu nguyện xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia bì cho cánh tay của con trai sớm hồi phục bình thường. Thật là không thể nghĩ bàn, Bồ Tát từ bi, có cầu liền ứng nghiệm. Vào một buổi sáng sớm, Tấn Lễ nói với má: má, tối qua con được nhìn thấy toàn thân trang nghiêm của Quán Thế Âm Bồ Tát, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình kêu tên con. Tấn Lễ lại đây, con liền theo ngài đi đến một rừng núi thanh tịnh. Con ngồi trên hòn đá, Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng nước thanh tịnh trên nhành dương liễu trải lên cánh tay đau của con. Lập tức con nghe mát mẻ dễ chịu vô cùng. Tấn Lễ được Bồ Tát dùng nước cam lộ trị liệu vết thương ở cánh tay liên tiếp 3 lần, cho nên mỗi ngày khi bác sĩ và y tá của bệnh viện đến thay băng đổi thuốc cho nó liền tỏ ra rất sợ hãi, kêu to lên rằng: các người thay băng đổi thuốc gì đau muốn chết, tôi không cần các người làm nữa. Quán Thế Âm Bồ Tát lúc trị liệu cho tôi thì lại mát mẻ dễ chịu vô cùng. Mỗi ngày lúc thay băng đổi thuốc đều như thế, vừa nói vừa khóc thảm, khiến các bác sĩ và các y tá đều ngơ ngác cười dở khóc dở. Thằng bé Tấn Lễ này, do bởi đời trước có nhiều căn lành, đời này có duyên với Phật Bồ Tát, nhiều lần được pháp lực vô biên hộ trì, cánh tay trái đã dần dần đầy đặn da thịt hồi phục như cũ. Mấy ngày trước khi sắp xuất viện, lúc ngủ trưa bỗng nhiên lại to tiếng kêu lớn lên rằng: Bồ Tát Địa Tạng, ngài sắp đi đâu vậy? Ngài sắp đi độ yêu nhện nhện hả? Con muốn đi theo ngài xem. Sư tỷ Quan Phụng ngồi bên mình nó, nghe rất là rõ ràng, liền lay nó tỉnh dậy hỏi nó: mới vừa rồi con thấy những gì? Tấn Lễ nói: vừa rồi Bồ Tát Địa Tạng tới thăm con hỏi ngài sắp đi đâu, ngài nói sắp đi độ yêu nhện nhện. Con xin Bồ Tát dẫn con đi cùng. Đang đi đến một cánh đồng liền bị má lay tỉnh dậy, thì uổng ghê à. Trên đây là Tấn Lễ sau khi bị tai nạn được Bồ Tát cảm ứng 3 lần. Đây cũng là chính miệng sư tỷ Khoan Phụng kể với tôi. Chuyện thứ 50: nghiệp lực cản trở khiến nhân hết quả dứt. Sư tỷ Trần Kiết, ban trưởng ban Bát Nhã, có một người em trai tên là Trần Thu Tuyền. Nếu còn sống thì năm nay 48 tuổi, nhưng đây là việc của 3 năm trước. Sư tỷ nói,
em trai và em dâu của bà không có chút căn lành nào. Khuyên tụi nó niệm Phật, nghe một câu cũng không chịu niệm. Hai chị em có thể nói là chí không đồng, đạo không hợp, nhưng sức khỏe của nó không được mạnh khỏe, thường bị đau dạ dày. Nếu không mổ sớm, chắc chắn sống không lâu. Cái ngày quyết định sẽ mổ, sư tỷ Kiết với tâm từ bi cố sức thuyết phục khuyên em mình niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và nói về những sự lý trong phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát có nhiều cách tầm thanh cứu khổ. Nói cho anh ta nghe, khuyên anh ta phải thành kính niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia bị chuyển nguy thành an. Sư tỷ Kiết nói, buổi tối Thu Tuyền mổ xong lúc nửa đêm, sư tỷ đang ngồi bên cạnh em niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh ta, thì thấy anh ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm rất lớn. Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài đã lấy khúc ruột hơn một trượng, thầy cho khúc ruột hư của tôi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Sư tỷ Kiết và vợ anh ta đều nghe rất rõ ràng. Khi anh ta tỉnh dậy liền nói, chị ơi, em nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mặc đồ trắng, cầm một khúc ruột rất dài, mổ bụng của em ra, đổi cái khúc ruột hư đi. Em còn hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát nói cảm ơn liên tục nữa. Từ sau khi được mổ, tất cả đều thuận lợi an toàn. Sau một tuần lễ thì có thể đi bộ được. Bác sĩ cũng rất vui, nói, người bệnh này rất là nhanh chóng phục hồi, 3 tuần thì có thể xuất viện được. Có rất nhiều bà con bạn bè lăng xăng đến chúc mừng cho anh ta có thể sớm bình phục, thật không gì vui bằng. Nhưng thiên hạ vốn vô sự, mà kẻ dung tục thì lại tự quấy nhiễu, chuốc lấy tai họa. Lúc còn khoảng 3 ngày nữa xuất viện, thì một người bệnh khác cùng nằm viện nói với vợ anh, chồng của chị mới khỏe, cần chất dinh dưỡng. Chị cần mua cá tươi về chưng với gừng sắc nhỏ cho chồng chị ăn để bồi bổ thân thể. Sư tỷ Kiết nghe được lời này, vội vàng ngăn lại, nói, không được, không được. Em ta là nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát thay ruột cho nó, không giống như những người khác. Từ đây về sau không được giết hại sinh vật cho nó ăn. Nếu muốn bồi bổ dinh dưỡng thì có thiếu gì như sữa bột nè, đậu bì, đương quy, sâm cao ly, vân vân, đều là những dược phẩm có dinh dưỡng phong phú. Sư tỷ Kiết nói một lô bao nhiêu đồ bổ dưỡng, nhưng lời thật thì mít lòng. Em dâu nghe rồi, hình như có dáng điệu không lọt tai tí nào. Nhưng nể bà chị chồng, mấy ngày sư tỷ Kiết ở bệnh viện, cô ta không dám đi mua cá tươi, tức cá sống. Đợi lúc sư tỷ về nhà tắm, liền chạy ra chợ mua cá thịt tươi về nấu cho chồng cô ăn. Khi sư tỷ Kiết trở lại thì em cô đã ăn hết một tô. Do đây mà sự việc hỏng bét. Trời làm ra điều nghiệt ngã, còn có thể không tuân, tự mình tạo tội nghiệt, không thể sống. Em trai cô ăn tô cháo đó xong, ghê gớm giống như uống phải thuốc rầy. Bụng bắt đầu đau dữ dội, vết mổ lớn dài 1 thước, thước tàu đã khâu lại như bình thường. Chưa đến mấy giờ bắt đầu biến đổi quái lạ, đường khâu bên trong bị toát ra. Sư tỷ Kiết nói, chính mắt thấy như thế, sợ hãi vô cùng. Da bụng banh ra giống như chiếc thuyền độc mộc, sức khỏe biến đổi xấu vô cùng, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, đến bác sĩ cũng bó tay không có cách gì. Sư tỷ tự nghĩ, thật rất có lỗi với sự gia bị của Quán Thế Âm Bồ Tát. Việc thế này không dám cầu xin lại nữa, liền đổi thánh hiệu, xưng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong được Địa Tạng Bồ Tát phò hộ được bình an, hồi phục trở lại. Liền vẫn cứ như thế, ở bên cạnh em xưng niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn, Thu Tuyền đang trong trạng thái hôn mê, lại thấy cảnh giới, trên mặt bỗng lộ nét vui, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết nói những gì, bỗng nhiên lại nói to lên, ngài Địa Tạng Bồ Tát à, ngài dẫn tôi đi chơi cả buổi, rất là vất vả. Cây thiết trượng ngài đang cầm trong tay rất nặng, đưa tôi cầm giùm cho ngài được không? Đừng có khách sáo mà, đưa tôi cầm giùm cho ngài đi. Vợ anh ta liền nói, Thu Tuyền, anh nói những gì vậy? Anh ta đáp, ngài Địa Tạng Bồ Tát muốn dẫn tôi đến một chỗ rất đẹp, tôi đi chơi rất là vui. Tối hôm đó, lúc sư tỷ như thường lệ niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát bên cạnh em trai, thì bỗng ở nhà có việc gấp, người nhà đến kêu sư tỷ về nhà. Sáng sớm hôm sau,
Thu Tuyền lại tự nhiên nói với đứa con gái: "Bà rất cảm ơn cô của con. Bây giờ sắp từ giã cô con, bà muốn đến nhà cô con để nói lời cảm ơn. Nhanh nhanh kêu xe lại cho ba đi." Nói xong thì chết. Tội nghiệp một tráng niên mới 45 tuổi đã xong một cuộc đời. Lúc lâm chung, Thiện Tri Thức là bà chị cũng không có duyên trợ niệm cho anh ta, giúp cho anh ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Sư tỷ Trần Kiết nói với tôi đến đây, cảm khái muôn phần, nói: "Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã thay ruột cho nó rồi, sức khỏe cũng đã bình thường trở lại. Tại sao bất hạnh lại gặp cái người ta biểu ăn cá tươi kia để đến nông nổi?" Tôi giải thích rằng: "Người không có căn lành, không tin Phật, không niệm Phật thì phải chịu nghiệp lực nó kềm chế dẫn dắt, không cách gì đổi lại được. Em trai và em dâu của cô đã không có căn lành, Bồ Tát Quán Âm đã thay ruột cho anh ta, đó là nhờ vào phước đức của cô. Đây là do cô chí tâm cầu niệm Phật cho anh ta mà có được. Nhưng trong tàn thức của hai người, họ vẫn còn đầy dẫy những tội chướng nghiệp chủng. Vì căn bản thường ngày, ngay cả một câu thánh hiệu của Phật Bồ Tát cũng không có niệm. Một khi mạng chung, lúc chủng tử ác nghiệp khởi hiện hành, tướng luân hồi lục đạo hiện ra, nói đi liền đi, không được chần chờ. Em của cô lúc cuối cùng được kết duyên lành với Địa Tạng Bồ Tát cũng là sự cảm ứng do cô xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát, gian cầu Bồ Tát cứu anh ta. Nhưng vì cô tối đó có việc phải về nhà, đây chính là chướng ngại của anh ta, không có duyên xưng niệm liên tục. Nhân hết thì quả dứt, đâu còn nhờ vào đâu giúp đỡ vãng sanh Tây Phương nữa chứ. Nhưng mà gặp được Địa Tạng Bồ Tát nắm tay dắt đi, tính ra cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Câu chuyện thứ 51, vợ chồng thổ địa quy y Tam Bảo. Lại nói về chuyện của sư tỷ Trần Kiết. 8 năm trước có một ngôi chùa ở vùng ngoại ô của Đại Trung. Năm đó vẫn chưa có một sư phụ xuất gia nào đến ở. Tuy nhiên những tín đồ tới lui lễ bái cũng khá đông. Sư tỷ Trần Kiết liền phát đại từ bi tâm, mỗi khi đến ngày mùng 1 và rằm thì đến quét dọn sạch sẽ chánh điện và dạy người niệm A Di Đà Phật, cố gắng hết sức bổn phận của người đệ tử Tam Bảo là lợi mình lợi người. Sư tỷ có tinh thần đại bi như thế, do đó mà rốt cuộc có thể cảm hóa và giới thiệu thần thổ địa quy y Tam Bảo. Xin mời quý vị nghe chuyện sau đây. Ở gần ngôi chùa đó có một cái miếu thổ địa, do vì lâu năm không có sửa sang đã hư cũ rất nhiều, cho nên những thiền tín ở vùng đó họp lại bàn, kết quả là quyết định dỡ bỏ cái cũ xây dựng cái mới. Nhưng sau khi bóc dỡ miếu cũ ra thì có hai tượng thổ địa ông và thổ địa bà phải dời đi đâu, nhất định phải tìm một chỗ để thờ phụng tạm thời. Có một người bàn: "Nhờ một chùa nào đó để nhờ tạm, đợi xây cất xong lại thỉnh trở về, như thế há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao?" Mọi người đều vui vẻ tán thành biện pháp đó. Sau khi lấy biểu quyết xong liền theo đó mà làm. Nhưng tập quán lễ bái thổ địa từ nào đến giờ của địa phương đó là vào ngày mùng 2 và 16 đều dùng tam sanh, 3 thứ thịt bò, dê, heo và rượu để lễ bái. Hiện giờ thần thổ địa đã tạm thời dời vào trên bàn thờ trong giảng đường của chùa. Những người tin và cúng thổ địa lâu nay vẫn khó sửa đổi được tập quán của họ. Sư tỷ Kiết nhìn thấy người ta mang theo những thức ăn tanh đồ mặn như thế vào trong cửa Tam Bảo, mặc dù là không phải đi cúng Phật Bồ Tát nhưng cũng rất là sốn mắt. Có một hôm sư tỷ đến chùa, lúc quét dọn giảng đường liền đối với tượng thổ địa nói: "Ông thổ địa, bà thổ địa, các vị có lẽ đời trước không được nghe Phật Pháp cho nên không biết những điều hay tốt của việc quy y Tam Bảo và việc tin Phật, học Phật, niệm Phật. Các vị hiện nay mặc dù làm thần, được người ta sát sanh hại vật, dùng những rượu thịt tanh hôi đó đến cúng cho các vị ăn, các vị cũng không biết là mình đã tạo tội. Các vị không biết thời hạn làm thần một khi hết thì vẫn phải đi theo con đường luân hồi lục đạo.
một mai đọa vào tam đồ thọ khổ, đến lúc đó hối hận thì đã không kịp. Vợ chồng già các vị nếu có thể đồng tu, quy y Tam Bảo, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là đạt được con đường giải thoát sinh tử, lìa khổ được vui một cách rốt ráo vậy. Trần Sư Tỷ từ hôm dùng phương tiện ngữ khí nửa như hơi đùa nói với thần thổ địa xong, về nhà thì sức khỏe có hơi lạ, như bệnh như không. Như thế kéo dài 6 tháng, Đông Tây Y đều tìm không ra gốc bệnh. May mà Sư Tỷ có người con dâu lớn rất thông minh, bất giác nói: "Má à, con xem bệnh của má rất lạ, không hiểu má nói chuyện ở ngoài có mắc lỗi với quỷ thần không?" Sư Tỷ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ được ngày hôm đó cả lô cả lốc lời nói với thần thổ địa, nói ra cho con dâu nghe. Con dâu rất thông minh, lập tức nói: "Đúng rồi, má độ người phải độ cho tới nơi tới chốn. Má đã chỉ điểm cho họ quy y, lại vẫn chưa có giới thiệu sư phụ cho họ, chỉ nói lời trống rỗng không à. Họ nghe má nói nhất định cũng lọt tai, nhưng muốn má hướng dẫn giới thiệu, cho nên đến tìm má quấy rối đó." Trần Kiết nghe con dâu nói có lý, chẳng kể đúng hay không, cũng đều phải trở lại chùa đó lo việc quy y cho thần thổ địa. Không đến mấy ngày, sức khỏe của sư tỷ đã bớt rất nhiều, liền đi đến chùa. Thật là pháp duyên thuận lợi. Có một vị đại pháp sư chưa đến chùa nhận trụ trì, sư tỷ liền nói rõ ý mình đến đây hôm nay, đem cái việc quy y này ra thỉnh giáo pháp sư. Pháp sư rất từ bi luôn miệng nhận lời. Sư tỷ liền chuẩn bị nghi thức sắm sửa hương hoa quả phẩm. Lúc bấy giờ liền đem tượng thần của thổ địa ông, thổ địa bà ra nhờ sư tỷ Trần Kiết. Tay trái bưng tượng thổ địa ông, tay phải bưng tượng thổ địa bà, quỳ trước Phật lãnh thọ pháp quy y và thay họ làm các nghi thức lễ bái cho đến xong. Pháp sư còn thuyết pháp cho họ nghe rất lâu. Sau khi hoàn tất, sư tỷ liền hướng vào thần thổ địa nói rằng: "Hôm nay các vị đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, là đệ tử chính thức của Tam Bảo, nhất định phải ủng hộ Phật giáo, làm nên thành pháp dương và phải niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Về sau không còn can hệ gì với tôi, không được trở lại tìm tôi quấy phá." Sự thật trên đây là hồi năm ngoái sư tỷ đến hội liên nghị nói với tôi. Theo dân gian nước Trung Quốc, các vùng nông thôn nghèo quan vắng khắp nước ở đâu cũng đều có miếu thổ địa. Họ như là thân phận của vị trưởng thôn trong làng ở nhân gian. Niên hạn đến, mãn nhiệm kỳ, vẫn cứ phải đi luân hồi đầu thai, khó có thể gặp được duyên lành quy y Tam Bảo. Mặc dù thần thổ địa chưa có mở miệng yêu cầu được quy y, nhưng sư tỷ Trần Kiết với một tấm lòng lành cũng thật khiến người khâm kính. Thuở xưa vào triều đại nhà Lương ở Trung Hoa, có thiền sư Chí Công là một bậc đại đức cao tăng. Không sử sách nào ghi lại song thân của thiền sư là ai. Người ta thường kể với nhau rằng, một hôm nọ, có người phụ nữ nghe tiếng khóc của một hài nhi trên cành cây cao. Cô ta trèo lên, thấy một hài nhi nằm trong tổ chim ưng, bèn đem hài nhi về nuôi. Tuy thân thể hài nhi này hoàn toàn giống như người thường, nhưng những móng tay, móng chân giống như móng chim ưng. Khi trưởng thành xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông, không biết cha mẹ ngài là ai, chỉ biết ngài sinh trong tổ chim ưng, nên mọi người đều phỏng đoán ngài được sinh ra từ trứng chim ưng vậy. Thời ấy, vua Lương Vũ Đế cũng như mọi người đều rất kính trọng và tin phục các thiền sư, bất luận khi họ gặp những sự kiện gì trong đời sống như sinh con, cha mẹ qua đời, cưới hỏi, họ đều cung thỉnh các thiền sư đến để tụng kinh chú nguyện. Một hôm, có một gia đình giàu có thỉnh thiền sư đến tụng kinh chú nguyện nhân dịp đám cưới người con gái của họ, đồng thời thỉnh thiền sư ban cho vài lời chúc mừng để mong rằng trong tương lai việc hôn nhân đều được tốt lành như ý. Thiền sư Chí Công đến nhà ấy, khi nhìn thấy cô dâu chú rể, ngài liền nói: "Thật cổ quái, thật cổ quái. Cháu cưới bà nội, thật cổ quái." Nghĩa là xưa nay chưa từng có một việc như vậy. Đây không phải là chuyện xưa nay thường xảy ra. Thật kỳ lạ khi nhìn một đứa cháu cưới bà nội mình làm vợ. Trên thế gian này,
Nếu không thông đạt những nhân duyên trong thời quá khứ thì không thể nào lý giải được những mối quan hệ cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, bè bạn của nhau. Vì sao? Vì mọi người đều có thể là chồng hoặc vợ của nhau trong đời trước. Một người có thể là cha hoặc là con của nhau trong nhiều đời trước. Hoặc một người đều là mẹ và con gái của nhau trong đời trước. Ông nội của quý vị trong đời trước lại kết hôn với con gái của quý vị trong đời này. Hoặc là bà ngoại đời trước lại tái sinh làm con gái của quý vị. Tất cả mọi việc đều có thể xảy ra và đều chịu sự biến hóa khôn lường. Trong nhà này, chuyện cháu cưới bà nội là do trước kia khi bà nội sắp mất, bà trăn trối lại với toàn gia quyến. Con trai ta vừa mới cưới vợ và đã có con nối dòng, con gái ta cũng đã có chồng, ta không còn bận tâm gì nữa. Bà ta hoàn toàn thỏa mãn và đã gạt mọi sự bận tâm qua một bên, ngoại trừ một điều, còn đứa cháu nội, tương lai rồi sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Liệu người vợ của nó có đảm đang hay không? Ta không thể nào không lo cho nó được. Bà nắm tay đứa cháu nội và qua đời. Người ta bảo rằng nếu mọi việc đều tội nguyện, lúc lâm chung có được tâm trạng thơi thới thì người chết sẽ nhắm mắt. Còn nếu không thì người chết không nhắm mắt được. Bà lão nói, bà rất lo lắng cho cháu, bà chết không nhắm mắt được. Nói xong bà ra đi mà mắt vẫn mở. Thần thức của bà vẫn còn lo âu. Khi đến gặp Diêm Vương, bà ta than khóc thưa rằng, tôi còn đứa cháu nội, không ai chăm sóc nó. Diêm Vương đáp, được rồi, bà hãy trở lại dương gian chăm sóc cho nó. Nói xong bà ta được đầu thai trở lại ở trong cõi trần. Khi đến tuổi thành hôn, bà ta lấy người cháu nội trước đây của bà, vì vậy nên nói cháu lấy bà nội. Quý vị thấy có phải là cổ quái thật không? Chỉ vì một niệm ái luyến không buông xả được mà tạo nên biết bao duyên nghiệp buộc ràng về sau. Bà ta chỉ vì bận tâm vì đứa cháu mà về sau phải làm vợ cho nó. Quý vị thử nghĩ lại xem, đây chẳng phải là chuyện cổ quái hay sao? Quý vị sẽ hỏi, làm sao mà thiền sư Chí Công biết được điều ấy? Thiền sư biết được là vì Ngài đã đạt được ngũ nhãn và lục thông, nên chỉ cần nhìn qua là Ngài liền biết được ngay kiếp trước của cô dâu vốn là bà nội của chú rể. Chỉ vì bà nội đã khởi một niệm ái luyến sai lầm, nên nay phải đầu thai trở lại làm người và làm vợ của đứa cháu nội mình. Một niệm lành còn như thế, huống gì là niệm ác, hoặc khởi trùng trùng niệm ác, thì luân hồi trong tam đồ lục đạo biết bao giờ dứt, biết bao giờ mới mong ra khỏi. Thiền sư lại nhìn trong số khách đến dự đám cưới có một bé gái đang ăn thịt. Ngài nói, con gái ăn thịt mẹ. Vì miếng thịt mà em bé đang ăn là thịt dê, con dê này vốn là mẹ của em bé đầu thai lại. Kiếp trước bà ta đã tạo nghiệp ác quá lớn nên phải đọa làm dê, nay lại bị chính con mình ăn thịt. Dòng oán nghiệp khởi dậy do vô minh của chúng sinh không lời nào kể hết được. Chư Bồ Tát thương xót, phát tâm cứu độ chúng sinh là do điểm này. Khi thiền sư nhìn các nhạc công thấy có vị đang đánh trống, Ngài nói, con trai đang đánh bố. Vì cái trống ấy bịch bằng da lừa, con lừa này chính là cha của anh nhạc công đầu thai vào. Con lừa này bị giết thịt, lấy da làm mặt trống, thật là đau thương cho kiếp luân hồi. Ngài nhìn quanh đám cưới nói tiếp, heo dê ngồi ở trên. Ngài thấy có vô số loài heo, cừu, dê, gà được đầu thai trở lại làm người, nay họ đều là bà con thân quyến của nhau nên cũng đến dự đám cưới này. Nhìn trong bếp, Ngài nói, lục thân bị nấu trong nồi, chính là cha mẹ, anh em, bà con, bè bạn do kiếp trước đã sát sinh heo, gà quá nhiều để ăn, nay lại bị đọa làm heo dê gà trở lại, rồi bị giết thịt bỏ vào nồi chiên nấu trở lại. Ngài nói tiếp, mọi người đều vui vẻ chúc mừng nhau. Mọi người đến dự đám cưới đều rất vui vẻ mà chúc tụng nhau. Ngài tự than với lòng mình rằng, trông thấy cảnh ấy mà lòng đau xót, ta biết đó chính là những oán nghiệp xoay dần vai trả tạo nên nỗi khổ chất chồng. Thiền sư Chí Công biết rõ nhân quả khi nhìn vào gia đình này, làm sao chúng ta có thể hiểu được hết chuỗi nhân quả của từng gia đình với trùng trùng khác biệt nhau ra sao? Cho nên, những người tu đạo phải rất cẩn trọng trong khi tu nhân.
Vì khi nhân duyên chín mùi thì sẽ gặt lấy quả tương ứng với nhân đã gieo. Tại sao người lại trở lại làm người? Là để trả nợ, trả những món nợ nhân quả ở thế gian. Nếu quý vị không tìm cách trả món nợ này thì nợ nần vẫn tiếp tục như món nợ đã dai của ngân hàng vậy. Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết, nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết, lại đầu thai là một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau. Quý vị có biết cặp vợ chồng này sống với nhau như thế nào không? Suốt ngày người chồng đánh đập người vợ, ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ chẳng làm điều gì sai trái. Một hôm thiền sư Chí Công đi qua nhà họ, người phụ nữ bèn thưa với ngài: "Chồng con ngày nào cũng đánh và giữ con quá chừng mà con không biết tại sao. Bạch ngài, xin ngài hãy dùng ngũ nhãn lục thông bảo cho con biết mối tương quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời nay chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy?" Thiền sư Chí Công đáp: "Tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước bà là một người đàn ông, ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó phải kéo cối xay bột. Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà, cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông, tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt dòng quán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà, ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa, chổi dây. Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó bà mới báo cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng như tôi vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa." Người phụ nữ làm đúng như lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn, nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngồi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay. Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong ngẫm nghĩ: "Vì thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi." Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa. Thế nên quý vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quý vị chẳng thể nào biết được trong đời trước ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quý vị hiểu được đạo lý nhân quả thì quý vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc ác. Còn một chuyện nữa về thiền sư Chí Công. Một ngày, ngài ăn hai con chim bồ câu. Ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là rất ngon, nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý nghĩ: một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không. Một mặt khác, anh ta nghĩ rằng ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bồ câu, nhất định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến cho thiền sư dùng. Khi người đầu bếp mang thức ăn đến, ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi: "Hôm nay có ai nếm trộm thức ăn này, có phải chính anh không?" Người đầu bếp liền chối. Thiền sư liền bảo: "Anh còn chối, tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người nếm trộm, hãy nhìn đây." Ngài liền ngồi ăn, ăn hết hai con bồ câu rồi, ngài liền há miệng rộng. Trong đó, một con bồ câu liền vỗ cánh bay ra, còn con kia thì bị mất một cánh, không thể bay lên được. Thiền sư mới bảo: "Anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thể bay được? Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó."
Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết thiền sư Chí Công không phải là người thường. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát, thế nên Ngài có năng lực biến những con bồ câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bồ câu sống. Không phải là Bồ Tát không làm chuyện này được. Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là tuệ ngư, cũng đem cá ra nấu nướng rồi Ngài ăn từ đuôi lên đầu, nhưng sau đó Ngài lại há miệng ra làm cá sống lại. Vì vậy những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát. Thiền sư Chí Công là một vị Bồ Tát, nhưng không bao giờ Ngài nói: các ngươi biết không, ta là một vị Bồ Tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, hạnh nguyện kia. Các vị không bao giờ móng khởi ý niệm ấy, cho nên chúng ta là hàng phàm phu, dù có thấy chư Phật hay Bồ Tát cũng không thể nào nhận biết được. Việc làm của Bồ Tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực chất lại không giống nhau, là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác, còn Bồ Tát thì chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này: Bồ Tát thì tự làm lợi ích cho mình, còn lo làm lợi ích cho người khác, tự giác ngộ mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ, tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. Ý nghĩa của chú Đại Bi mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy. 14. Tát bà A Tha đậu du bằng. Câu chú này chia làm 3 phần, khi trì tụng lên câu chú có 3 nghĩa khác nhau. Tát bà có nghĩa là tất cả, còn có nghĩa là bình đẳng, nên tát bà biểu tượng cho ý thứ hai trong 10 tâm là bình đẳng tâm. A Tha đậu dịch nghĩa là phú lạc vô bần, giàu có an lạc, không nghèo nàn về tâm linh, đạo lý, Phật pháp. Còn dịch nghĩa là như ý bất diệt. Như ý nghĩa là ước nguyện điều gì cũng đều được thành tựu. Bất diệt nghĩa là sự thành tựu do nguyện ấy vĩnh viễn không tiêu mất. Trong 10 loại tâm thì đây là vô di tâm, nghĩa là phú lạc vô bần và như ý bất diệt. Du bằng dịch là nghiêm tịnh vô ưu, là thanh tịnh và trang nghiêm. Trang nghiêm lại thêm thanh tịnh, cho nên không có sự lo phiền ưu não. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ 9, vô kiến thủ tâm. Kiến thủ là một trong 5 món ngũ lợi sử, nghĩa là khi quý vị vừa trông thấy một vật gì, tâm liền khởi niệm muốn chiếm đoạt giữ lấy. Nên với tâm thứ 9, vô kiến thủ tâm là trạng thái không có mảy may vọng động về sự chấp thủ đối với pháp và ngã, đối với chủ thể cũng như khách thể, đối với ngoại cảnh cũng như dòng chuyển biến của thức tâm. 15. A thệ dựng. A thệ dựng là tiếng Phạn, dịch nghĩa vô tỷ pháp, không có pháp nào có thể so sánh được với pháp này. Còn có nghĩa là vô tỷ giáo, nghĩa là không có đạo giáo nào có thể so sánh được. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ 7, được gọi là ti hạ tâm, là tâm rất cung kính và tùy thuận bất kỳ người nào mình gặp. Câu chú này còn biểu tượng cho tâm thứ 8, gọi là vô tạp loạn tâm. Đây chính là pháp thanh tịnh không chút cấu nhiễm, chính là pháp Bát Nhã Tâm của Quán Thế Âm Bồ Tát. 10 loại tâm này là tướng của Đà La Ni, chúng ta phải đem những đạo lý này hành trì không sao nhãn và gián đoạn. Chúng ta tu tập theo tinh thần của Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo nghiệp, đắc thành chánh quả. 16. Tát Bà Tát Đá, Nama Bà Tát Đa, Nama Bà Già. Tát Bà Tát Đá là tiếng Phạn, dịch là Đại Thân Tâm Bồ Tát. Nama Bà Tát Đa, Hán dịch là Đồng Trinh Khai Sĩ, là tên gọi khác của Pháp Vương Tử, cũng là hàng Bồ Tát. Đồng Trinh là biểu tượng cho bản tánh, còn Khai Sĩ cũng là một danh hiệu khác của Bồ Tát, có nơi gọi là Đại Sĩ. Các vị Bồ Tát lúc sắp thành tựu Phật quả đều được gọi là Pháp Vương Tử, tên gọi của hàng Thập Địa Bồ Tát. Nama Bà Già, Hán dịch là vô đẳng đẳng, giống như ý nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh: cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú. Quý vị có thể hỏi, cái gì không thể sánh bằng? Đó là Bà Già, Hán dịch là Thế Tôn. Bà Già là chư Phật thường trụ ở khắp trong mười phương.
17. Ma phạt đặt đậu. Ma phạt đặt đậu dịch nghĩa là thiên thân thế hữu. Câu chú này có nghĩa là: kính lại chư Bồ Tát, xin hãy duỗi lòng từ bi cứu giúp con. Xin các ngài hãy là thân quyến ở cõi trời của chúng con và là người bạn ở cõi thế gian này của chúng con, để hộ trì cho mọi thiện pháp được thành tựu. Câu chú này thỉnh nguyện sự gia trì của mười phương chư Phật và chư Bồ Tát. 18. Đát Điệt Tha Án. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói: cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thuyết chú giết. Đát Điệt Tha Hán dịch là tức thuyết chú giết, còn dịch là sở dị. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng tâm đại bi mà nói ra chơn ngôn này, nói bằng các chủng tự của Phạm Thiên. Đát Điệt Tha còn có nghĩa là thủ ấn, nghĩa là kết ấn bằng tay, cũng gọi là trí nhãn, nghĩa là khai mở con mắt trí tuệ của chúng sinh. Đát Điệt Tha lại còn có ý nghĩa là vô lượng pháp môn tu học và trí huệ nhãn cũng vô lượng, đó là ý nghĩa của sở dị. Chữ án như đã nói ở trước, khi quý vị trì niệm đến chữ án thì quỷ thần đều phải chắp tay cung kính lắng nghe người niệm chỉ giáo. Chữ án còn có công năng lưu xuất nhiều pháp môn sau đây. 19. A Bà Lô Hê. A Bà Lô Hê chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, có nghĩa là quán sát, dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh ở thế gian. Trong thế gian có nhiều loại âm thanh, Bồ Tát Quán Thế Âm quán sát âm thanh, tiếng kêu than cầu xin cứu khổ của người ở thế gian khi họ không thể vượt qua nổi những khổ nạn. 20. Lô Ca Đế. Lô Ca Đế nghĩa là tự tại hoặc là thế tôn. Hợp lại hai câu trên, A Bà Lô Hê Lô Ca Đế nghĩa là Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian, chính là danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. 21. Ca Ra Đế. Ca Ra Đế dịch là bi giả, là người có lòng từ bi rộng lớn, thường cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau và thất vọng. Người mà có thể cứu giúp cho chúng sinh dơi bớt khổ đau là một người đại bi. Ca Ra Đế còn có nghĩa là tác giả, người có thể làm cho đạo nghiệp sinh khởi, giúp cho mọi chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, phát nguyện làm những việc khó làm như hành Bồ Tát Đạo để tiến tới tự thành Phật quả. 22. Di Hê Rị. Di Hê Rị dịch nghĩa là thuận giáo. Khi quý vị trì tụng đến câu chú này, nghĩa là quý vị tự phát nguyện: con nhất quyết thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Con nguyện nương theo giáo pháp Ngài đã dạy mà tu hành. Di Hê Rị còn có nghĩa là y giáo phụng hành, nương theo lời dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như Quán Thế Âm của tự tâm để thực sự tu trì. 23. Maha Bồ Đề Tát Đoạ. Maha có nghĩa là đại, là to lớn. Bồ Đề có nghĩa là giác đạo, là giác ngộ được đạo lý chân chính. Tát Đoạ hán dịch là đại võng mãnh giả. Câu này có nghĩa chư vị Bồ Tát là người phát tâm đại Bồ Đề rất võng mãnh và phát tâm tu hạnh Bồ Đề. Phát Bồ Đề tâm nghĩa là gieo trồng nhân giác ngộ. Tu Bồ Đề hạnh là dung trồng, tưới tẩm cho hạt giống Bồ Đề đã gieo được nảy mầm, rồi mới mong gặt được quả giác ngộ, tức là quả vị vô thượng Bồ Đề. Đây là ý nghĩa của câu chú Maha Bồ Đề Tát Đoạ. Câu chú này thuyết minh về công hạnh trang nghiêm viên mãn của chư vị Bồ Tát là do định huệ song tu. Khi định đã lắng trong thì huệ cũng được chiếu sáng. Khi huệ đã viên mãn thì định viên dung. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm đã đạt được định lực viên mãn nên xuất sinh trí tuệ sáng suốt. Vì Bồ Tát đã đạt được trí tuệ viên mãn nên Ngài mới đạt được định lực lắng trong. Không có định thì chẳng có huệ, và không có huệ thì chẳng đạt được định, nên gọi định huệ không hai là vậy. Do nhờ tu tập vô số công hạnh mà Bồ Tát được trang nghiêm thân tướng, nên chư vị không rời bỏ một pháp nào, dù nhỏ bé hoặc vô cùng vi tế. Dù một việc thiện nhỏ nhất cho đến lớn nhất, chư vị Bồ Tát đều hoàn tất chu đáo, nên kinh có dạy:
chớ khinh việc thiện nhỏ mà không làm, chớ xem thường việc ác nhỏ mà không tránh. Các vị Bồ Tát thường siêng năng làm các điều thiện và dứt khoát từ bỏ các việc ác. Chư vị phát Bồ Đề tâm và đạt được quả vị giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Chư vị trang nghiêm pháp thân bằng vô số công hạnh. Chư vị phát đại bi tâm, thực hành đại pháp vô duyên từ, tùy theo tâm lượng của chúng sinh mà làm Phật sự. Nhưng chính các vị Bồ Tát, tự bản tánh và bản thể của các ngài không hề gợn một mảy may tướng trạng của chúng sinh tâm. Các ngài tự thấy mình và toàn thể chúng sinh có đồng một thể tánh, không hề phân hai. Các ngài không chỉ chịu khổ cho riêng mình mà ước nguyện giúp cho chúng sinh thoát khỏi mọi khổ lị. Dù các ngài chuyển hóa tất cả mọi sự thống khổ cho chúng sinh mà không hề dính mắc chút nào vào việc mình có độ thoát cho chúng sinh, các ngài không bao giờ tự cho rằng tôi đã cứu độ cho anh rồi, nay anh phải cảm ơn tôi đã giúp anh thoát khỏi mọi phiền não, anh phải tỏ ra biết ơn tôi. Chính vì chư vị Bồ Tát không có tâm niệm như vậy nên các ngài mới có thể ứng hiện 32 thân tướng để kịp thời đáp ứng mọi tâm nguyện của mọi loài chúng sinh. Chẳng hạn như cần ứng hiện thân Phật để độ thoát chúng sinh, thì chư vị Bồ Tát liền ứng hiện thân Phật để giảng dạy giáo pháp cho chúng sinh, khiến họ được giải thoát. Nếu cần thiết hiện thân Bích Chi Phật, thì các ngài liền ứng hiện thân Bích Chi Phật để giáo hóa chúng sinh, giúp họ được giải thoát. Cũng như vậy, các ngài có thể ứng hiện thân A-la-hán, vua chúa, để giúp cho chúng sinh được độ thoát. Chư vị Bồ Tát có khả năng hóa hiện thành 32 ứng thân để cứu độ các loài chúng sinh. Các ngài cũng có được 14 pháp vô úy và 4 pháp bất khả tư nghị. Đó là 4 loại thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn. Các ngài đã chứng đạt được quả vị chân thật viên thông, đã thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Đó là sự thành tựu quả vị của Bồ Tát Quán Thế Âm. 24. Tát Bà Tát Bà. Tát Bà Tát Bà hán dịch là nhất thiết lợi lạc. Câu chú này bao hàm cả bảo thủ nhãn ấn pháp, nghĩa là mang đến mọi thứ lợi lạc cho mọi người. Bằng cách hành trì ấn pháp này, quý vị có khả năng đem sự an vui lợi lạc đến cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Thiên dương, diêm dương, quỷ dương đều chấp hành theo người trì tụng ấn chú này. Quý vị bảo họ, hãy thả tội nhân này ra, thì diêm dương liền tức khắc thả ra liền. Vì sao vậy? Vì quý vị đã có được bảo ấn này. Bảo ấn này cũng như ấn của vua vậy. Trên chiếu thư có ngọc ấn của vua, thì khắp thiên hạ, ai có trách nhiệm gì cũng phải tuân theo chiếu thư mà thi hành, không ai dám chống lại. Với bảo ấn, quý vị có thể làm lợi lạc an vui cho mọi loài chúng sinh. Quý vị có thể chỉ bảo cho họ biết sự lợi lạc để phát nguyện hành trì, và sẽ đạt được sự an lành. Vì vậy nên gọi là nhất thiết lợi lạc. Người Trung Hoa đều biết có một vị tiên biết sử dụng một ấn chú gọi là Tiên Thiên Ấn. Người con của Quảng Thành Dương cũng có một Tiên Thiên Ấn, chính là ấn này vậy. Đạo Lão gọi là Tiên Thiên Ấn, Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là Bảo Ấn. Nếu quý vị dụng công hành trì thì nhất định sẽ thành tựu Bảo Ấn này. Khi thành tựu rồi, nếu có người vừa mới chết hoặc sắp chết, quý vị chỉ cần trì ấn này vào một tờ giấy và viết vài dòng cho Diêm Vương, hãy tha cho người này sống lại ngay, hãy tha cho anh ta trở về dương gian. Diêm Vương không dám từ chối. Diệu dụng của bảo ấn có thể giúp cho người chết sống lại, nhưng để sử dụng được bảo ấn này, trước hết quý vị phải thành tựu công phu tu tập đã. Nếu công phu chưa thành tựu thì chẳng có kết quả gì. Thế nào nghĩa là thành tựu công phu tu hành? Cũng giống như đi học, trước hết quý vị phải vào tiểu học, rồi lên trung học, rồi thi vào đại học, rồi cuối cùng có thể được học vị tiến sĩ. Tu tập để thành tựu bảo ấn này cũng như đạt được học vị tiến sĩ vậy. Nhưng tạm ví dụ vậy thôi, chứ bảo ấn này không có gì so sánh được. Tát bà nghĩa là lợi lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh. Quý vị thấy sự diệu dụng vô biên đến như thế, nên gọi ấn này là bảo ấn. Nếu quý vị muốn sử dụng được bảo ấn này thì phải công phu tu trì qua cả 42 thủ nhãn.
Tát Bà Tát Bà chỉ là một trong 42 ấn pháp ấy thôi. Có người nghe tôi giảng như vậy sẽ khỏi nghĩ rằng ta sẽ tu tập bảo ấn này ngay, để bất kỳ lúc nào có người sắp chết, ta sẽ sử dụng ấn này ra lệnh cho Diêm Vương không được bắt người ấy chết. Quý vị cứ thực hành, quý vị có thể giúp người kia khỏi chết, nhưng đến khi quý vị phải chết thì chẳng có người nào giúp quý vị thoát khỏi chết bằng bảo ấn này cả. Tôi đã có dịp sử dụng ấn này hai lần, một lần ở Mãn Châu và một lần ở Hương Cảng. Lần ở Mãn Châu là trường hợp cứu một người sắp chết, người này chắc chắn sẽ chết nếu tôi không sử dụng bảo ấn này. Vào một chiều trời mưa ngày 18 tháng 4 âm lịch, một người tên là Cao Đức Phúc đến chùa Tam Duyên, nơi tôi đang ngủ. Anh ta quỳ trước tượng Phật, cầm một cây dao bọc trong giấy báo, chuẩn bị sẵn sàng chặt tay để cúng dường chư Phật. Quý vị nghĩ sao? Anh ta khôn ngoan hay không? Dĩ nhiên là quá ngu dại. Tuy nhiên sự ngu dại của anh ta lại xuất phát từ lòng hiếu đạo. Quý vị biết không, mẹ anh ta bị bệnh trầm trọng gần chết. Do vì thường ngày mẹ anh ta nghiện thuốc phiện nặng, nhưng bệnh bà quá nặng đến mức hút thuốc phiện cũng không được nữa. Bà ta nằm co quắp chẳng ăn uống gì, đầu lưỡi đã trở sang màu đen, môi miệng nứt nẻ. Bác sĩ đông tây y đều bó tay, không hy vọng gì còn chữa trị được. Nhưng người con trai của bà nguyện lại Bồ Tát rất linh cảm: con nguyện đến chùa Tam Duyên chặt tay cúng dường chư Phật. Với lòng chí thành, con nguyện cho mẹ con được lành bệnh. Ngay khi chàng trai sắp chặt tay, có người nắm tay anh ta lôi lại đằng sau rồi nói: anh làm gì vậy? Anh không được vào đây mà tự sát. Anh ta trả lời: tôi chỉ chặt tay cúng dường chư Phật, cầu nguyện cho mẹ tôi được lành bệnh, ông đừng cản tôi. Chàng trai chống lại, nhưng người kia không để cho anh ta chặt tay, nên liền cho người báo cho hòa thượng trụ trì biết. Hòa thượng cũng không biết phải làm sao, ngài liền phái cư sĩ Lý Cảnh Hoa, người hộ pháp đắc lực của chùa, đi tìm tôi. Dù lúc ấy tôi vẫn còn là chú Sa Di, tôi được giao nhiệm vụ như là tri sự ở chùa Tam Duyên. Chỉ dưới hòa thượng trụ trì, tôi chỉ là một chú tiểu, nhưng không giống như những chú tiểu cùng ăn chung nồi, ngủ chung chiếu. Tôi thức dậy trước mọi người và ngủ sau tất cả mọi người. Tôi làm những việc mà không ai muốn làm và chỉ ăn một ngày một bữa trưa, không ăn phi thời. Tu tập chính là sửa đổi những sai lầm di tế. Nếu khi chưa chuyển hóa được những lỗi lầm nhỏ nhặt ấy, có nghĩa là mình còn thiếu năng lực trong công phu. Hòa thượng trụ trì giao việc đó cho tôi liền đến bạch hòa thượng: Phật tử đến cầu hòa thượng cứu giúp, nay hòa thượng lại giao cho con, hòa thượng làm cho con thật khó xử. Hòa thượng trụ trì bảo: con hãy đem lòng từ bi mà cứu giúp họ. Hòa thượng dạy những lời rất chí lý, tôi vốn chẳng ngại khó nhọc, nên khi nghe những lời đó tôi rất phấn khích. Tôi thưa: bạch hòa thượng, con sẽ đi. Tôi bảo chàng trai: anh hãy về nhà trước, tôi sẽ theo sau. Anh ta nói: nhưng thầy chưa biết nhà con. Tôi đáp: đừng bận tâm về tôi, hãy cứ về nhà trước. Lúc ấy là vào khoảng 5 giờ chiều, mặt trời vừa xế bóng. Anh ta đi theo đường lộ chính, còn tôi đi theo đường mòn. Nhà anh ta cách chùa chừng 6 dặm. Anh ta quá đổi sửng sốt khi về đến nơi, anh ta đã thấy tôi ngồi đợi anh trong nhà. Bạch thầy, sao thầy biết nhà con mà đến sớm vậy? Tôi nói: có lẽ anh vừa đi vừa chơi, hoặc anh ham xem bóng đá hay truyền hình gì đó. Cậu ta đáp: thưa không, còn cố hết sức đi thật nhanh để về nhà. Tôi nói: có lẽ xe đạp của anh đi không được nhanh như xe tôi, nên tôi đến trước. Ngay khi vào thăm bà mẹ, tôi thấy không thể nào cứu sống bà ta được, nhưng tôi vẫn quyết định cố gắng hết sức để cứu bà. Tôi dùng bảo ấn viết mấy dòng: chàng trai này có tâm nguyện rất chí thành, nguyện chặt tay cúng dường chư Phật để cứu mẹ sống. Tôi đã ngăn cản anh ta chặt tay, bằng mọi cách xin cho mẹ anh ta được sống. Tôi gửi bảo ấn đi. Sáng hôm sau, bà ta vốn đã nằm bất động suốt 7-8 ngày nay, chợt ngồi dậy gọi con trai bằng tên tục: Phúc ơi, Phúc ơi, mẹ đói quá, cho mẹ tí cháo. Chàng trai suốt 7-8 ngày nay không nghe mẹ gọi, nay cực kỳ vui sướng, anh ta chạy đến bên giường nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ đã nằm liệt giường suốt 8 ngày nay, bây giờ mẹ khỏe rồi chứ? Bà ta trả lời: chẳng biết bao lâu nữa,
Mẹ bị rượt chạy trong một cái hang tối đen thâm thẳm, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sao hay đèn đuốc gì cả. Mẹ chạy và cứ chạy hết ngày này qua ngày khác để tìm đường về nhà mình. Mẹ có kêu nhưng chẳng ai nghe. Cho đến đêm hôm qua, mẹ mới gặp một vị sư khổ hạnh mang y cà sa đã mòn cũ. Vị này đã dẫn mẹ về nhà. Con cho mẹ ăn tí cháo loãng để cho đỡ đói. Người con nghe mẹ nói đến vị sư liền hỏi: Nhà sư mà mẹ gặp dung mạo như thế nào? Bà đáp: Ngài rất cao, nếu mẹ được gặp lại, mẹ sẽ nhận ra ngay. Lúc đó tôi đang nghỉ trên giường, anh ta liền đến bên tôi chỉ cho mẹ và hỏi: Có phải vị sư này không? Bà nhìn tôi chăm chú rồi kêu lên: Đúng rồi, chính thầy là người đã đưa mẹ về nhà. Lúc đó toàn gia quyến chừng 10 người, gồm cả già trẻ, đều quỳ xuống trước mặt tôi thưa: Bạch thầy, thầy đã cứu mẹ con sống lại, nay toàn gia đình chúng con cầu xin được quy y thọ giới với thầy. Bất luận nhà chùa có việc gì, con nguyện đem hết sức mình xin làm công quả và tuân theo lời chỉ dạy của thầy để tu hành. Về sau dân cả làng này đều đến chùa xin quy y và cầu xin tôi chữa bệnh cho họ. Tôi bảo: Tôi chỉ có phép chữa bệnh bằng cách đánh đòn, quý vị có chịu thì tôi chữa. Họ đồng ý và tôi phải chữa, có nghĩa là bắt người bệnh nằm xuống, đánh một người ba hèo bằng cái chổi tre. Đánh xong tôi hỏi: Đã hết bệnh chưa? Thật là ngạc nhiên, họ lành bệnh thật. Đó là một chuyện phiền phức xảy ra ở Mãn Châu. Lần thứ hai tôi dùng bảo ấn này là ở Hương Cảng, khi cha của cô Madalena Lu ở tuổi 79 bị bệnh. Các vị bói toán đều bảo rằng ông ta chắc chắn sẽ qua đời trong năm này. Ông ta đến gặp tôi xin quy y Tam Bảo để cầu nguyện gia hộ cho ông được sống thêm ít năm nữa. Ông thưa: Bạch thầy, xin thầy giúp cho con được sống thêm một thời gian nữa. Tôi bảo: Vậy là ông chưa muốn chết, tôi sẽ giúp cho ông sống thêm 12 năm nữa, được không? Ông rất mừng vội đáp: Thưa vâng, được như vậy thật là đại phúc. Rồi tôi chú nguyện cho ông ta và ông ta được sống thêm 12 năm nữa. Tuy nhiên, quý vị không nên dùng ấn pháp này để giúp cho người ta khỏi chết hoặc là cứu họ sống lại khi họ đã chết rồi. Nếu quý vị làm như vậy, quý vị trở nên đối đầu với Diêm Vương. Lúc ấy Diêm Vương sẽ nói: Được rồi, thầy đã giúp cho người ta khỏi chết, nay thầy phải thế mạng. Đến khi quý vị gặp cơn vô thường, chẳng có ai dùng bảo ấn này để giúp được cả. Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể sử dụng bảo ấn để cứu mình khỏi chết là quý vị lầm. Diệu dụng của ấn pháp cũng giống như lưỡi dao, tự nó không thể cắt đứt được chuôi dao của chính nó. Nên khi quý vị gặp bước đường cùng thì cũng giống như chuyện vị Bồ Tát bằng đất nung. Bồ Tát bằng đất nung đi qua biển, khó lòng giữ thân được vẹn toàn. Vậy nên nếu quý vị dù đã thông thạo trong khi sử dụng ấn pháp này cũng phải công phu hành trì thêm. Vì lý do này mà tôi ít để ý đến việc riêng của người khác nữa. 25. Mara Mara. Hai câu chú này Hán dịch là tăng trưởng, cũng có nghĩa là như ý hoặc tùy ý. Đó là công năng của Như Ý Châu Thủ Nhãn, làm tăng trưởng phước huệ, làm cho mọi việc đều được tốt lành như ý. Như ý nghĩa là tùy thuận với tâm nguyện mà được đáp ứng. Quý vị có thấy lợi ích vô biên của ấn pháp này không? Vì vậy nên công năng ấn pháp này là thứ nhất trong 42 thủ nhãn ấn pháp. Diệu dụng của Như Ý Châu Thủ Nhãn vượt ngoài sự diễn tả bằng ngôn ngữ. Nếu quý vị muốn giàu có, hãy hành trì theo thủ nhãn ấn pháp này. Một khi đã thành tựu rồi thì quý vị sẽ có được mọi thứ và không còn bận tâm về nghèo khổ nữa. Quý vị luôn luôn giàu có và được vô lượng phước lạc. 26. Mahe Mahe Rị Đà Dựng. Mahe Mahe, Hán dịch là vô ngôn cực ý. Vô ngôn nghĩa là không cần phải nói nữa. Cực ý có nghĩa là ý niệm kia đã đạt đến chỗ tối thượng, đã đạt chỗ di diệu rồi. Mahe Mahe cũng còn có thể dịch là tự tại. Tự tại như Đại Phạm Thiên Dương không buồn, không phiền,
không lo, không giận, suốt ngày đều được tự chủ và an vui. Đây là ngũ sắc dân thủ nhãn. Khi kiết ấn này sẽ làm lưu xuất ra mây lành ngũ sắc, và hành giả sẽ đạt được năng lực tự tại phi thường. Diệu dụng và năng lực tự tại của ấn pháp này thực là vô lượng vô biên. Rị đà dựng là thanh liên hoa thủ nhãn, có nghĩa là liên hoa tâm. Khi quý vị hành trì ấn pháp này thành tựu, sẽ được mùi hương hoa sen xanh tỏa ra và được mười phương chư Phật tán thán. Sự vi diệu thật khó có thể nghĩ bàn, đúng là pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu, trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu. 27. Kulo kulo yết mông. Kulo kulo hán dịch là tác pháp, hoặc dịch là tác dụng trang nghiêm, lại còn có nghĩa là suy loa giải giới. Đây ta chính là bảo loa thủ nhãn ấn pháp. Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi. Nhưng thực ra không phải thế. Chú Đại Bi là gọi thay cho 42 thủ nhãn ấn pháp, và diệu dụng của chú Đại Bi là diệu dụng của 42 thủ nhãn ấn pháp. Đó chính là toàn thể của chú Đại Bi. Nếu quý vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp, thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, nếu quý vị chỉ biết hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi, thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quý vị phải thông đạt 42 thủ nhãn ấn pháp, rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa, mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật. Không phải chỉ vừa mới nghe pháp sư giảng về chú Đại Bi xong rồi liền nói: "À, tôi đã hiểu được câu chú đó nghĩa là gì rồi." Hiểu như thế cũng chẳng ích lợi gì cả, cũng giống như người có thân thể nhưng chẳng có tay chân gì cả. Quý vị đã có đủ cả thân thể tay chân, phải giúp cho chúng hoạt động phối hợp với nhau mới làm nên phước đức được. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp là dùng để tác pháp. Khi quý vị kiến lập đạo tràng, quý vị nên dùng bảo loa ấn pháp này. Khi quý vị tác pháp này thì những âm thanh vang lên tận cõi trời, thấu tận địa ngục, khắp cõi nhân gian và khắp mọi nơi đều có ảnh hưởng. Bất kỳ mọi nơi nghe đến âm thanh này đều ở trong sự điều khiển của người trì ấn pháp. Các loài yêu ma quỷ quái đều phải tuân phục, không thể xâm hại. Đây còn gọi là sự kiết giới. Ấn pháp này cũng còn gọi là tác dụng trang nghiêm, có nghĩa là dùng cơn lốc quang minh tâm lực của bảo loa ấn pháp sẽ tạo nên một pháp âm vi diệu, khiến cho đất bằng hóa thành vàng ròng, đều được trang nghiêm bằng bảy thứ châu báu. Thật là vi diệu khó thể nghĩ bàn. Quý vị Phật tử đang tu học Phật pháp nên biết rằng trong 300 năm trở lại đây, không có ai hành trì được 42 thủ nhẫn ấn pháp, và cũng chẳng có ai thông hiểu được các ấn pháp này. Nay chúng ta đã hiểu được chú Đại Bi, chúng ta nên chí thành và phát tâm kiên cố hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp này, rồi sẽ có được diệu dụng. Yết mông là tiếng Phạn, vốn là ngôn ngữ của Đại Phạm Thiên, chứ không phải là ngôn ngữ của Ấn Độ. Nhưng văn pháp ngôn ngữ Ấn Độ cũng căn cứ trên ngôn ngữ của Đại Phạm Thiên. Yết mông là tiếng Phạn, hán dịch là biện sự, cũng dịch là công đức, có nghĩa là làm tất cả mọi việc có công đức lợi lạc cho mọi người. Làm việc lợi lạc công đức cho mọi người cũng chính là tạo công đức cho chính mình. Bồ Tát thực hành hạnh tư lợi và lợi tha, tự giác, ngộ giải thoát cho mình và giác ngộ giải thoát cho người khác. Câu chú này nói đến sự thực hành lục độ và vạn hạnh, đó chính là bạch liên hoa thủ nhãn ấn pháp. Hãy tưởng tượng quý vị đang cầm trong tay đó hoa sen trắng, tay quý vị cầm cành hoa sen và miệng trì niệm chú yết mông yết mông. Không những quý vị trì tụng chú mà còn hành trì mật ấn. Khi trì tụng cả hai pháp này, quý vị mới có thể tạo nên mọi công đức. Khi quý vị trì tụng chú Đại Bi, đồng thời cũng thông hiểu được cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp
thì quý vị mới có thể thành tựu lục độ vạn hạnh. Diệu dụng bất khả tư nghị, không bao giờ nói hết được. Nếu có thể nói được chỗ nhiệm màu ấy, thì nó phải có ngần mé. Mà những điều màu nhiệm thì không có hạn lượng, không có chỗ khởi đầu và kết thúc. Với sự trì niệm yết mông, quý vị có thể thành tựu được vô lượng công đức. Trong nhiều đời sau, quý vị mãi mãi được trang nghiêm bởi hương thơm của hoa sen trắng và luôn luôn được hộ trì. Sự vi diệu màu nhiệm của chú Đại Bi dù có tán thán cũng không bao giờ hết, không bao giờ cùng tận. 28. Độ lô, Phạt già ra đế. Độ lô, hán dịch là độ hải, nghĩa là vượt qua biển khổ sinh tử, còn dịch nghĩa minh tịnh. Khi đã vượt qua biển khổ sinh tử rồi, quý vị sẽ đạt được trí tuệ sáng suốt, chứng nhập bản thể thanh tịnh, đến được bờ bên kia, tức thể nhập niết bàn. Từ trong bản thể sáng suốt thanh tịnh ấy, trí tuệ sẽ được lưu xuất, quý vị sẽ hiểu rõ được tất cả mọi pháp môn, chắc chắn quý vị sẽ chấm dứt được dòng sinh tử. Với đại định, tâm quý vị hoàn toàn thanh tịnh, đó là định lực. Khi quý vị có được định lực chân chánh thì có thể vãng sanh ở cõi tịnh độ tươi sáng, đó là thế giới cực lạc. Đây là Nguyệt Tịnh Mani Thủ Nhãn Ấn Pháp, là diệu pháp Đà La Ni do Bồ Tát Nguyệt Quang tuyên thuyết. Ấn pháp Nguyệt Tịnh Thủ Nhãn này có công năng đưa mọi người đến chỗ sáng suốt và an lạc. Phạt già ra đế là Bàn Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Phạt già ra đế, hán dịch là quảng bát trang nghiêm, còn có nghĩa là quảng đại, cũng dịch là độ sinh tử. Nếu quý vị tu tập hành trì Bàn Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp này thì quý vị có thể vượt qua biển khổ sinh tử, có nghĩa là giải thoát. Nếu quý vị không công phu hành trì Ấn Pháp Bàn Bi Thủ Nhãn này thì không thể nào vượt thoát bể khổ sinh tử đến bờ giải thoát Niết Bàn được. 29. Maha Phạt Già Gia Đế. Câu chú này có nghĩa là tối thắng đại pháp đạo. Pháp là quảng đại, tối thắng và đạo cũng quảng đại, tối thắng. Pháp đạo là chân lý vượt lên trên tất cả mọi sự thù thắng nhất trên đời. Đây là Bảo Kích Thủ Nhãn Ấn Pháp. Ấn pháp này có công năng hàng phục các loại thiên ma và ngoại đạo. Công năng của ấn pháp này rất lớn. Chẳng hạn ấn pháp này có thể bảo vệ quốc gia chống nạn ngoại xâm. Nếu quốc gia của quý vị sắp bị xâm lăng, và nếu quý vị hành trì ấn pháp này thì vô hình trung quân giặc bắt buộc phải rút lui. 30. Đà La, Đà La. Tiếng Phạn rất khó hiểu, ngay cả những ai đã học tiếng Phạn thông thạo rồi cũng khó có thể hiểu được mật chú và giảng giải rõ ràng được. Tôi chỉ nhờ hiểu được chút ít thần chú Đại Bi mà thôi. Đà La, Đà La là Tịnh Bình Thủ Nhãn Ấn Pháp. Trong tịnh bình này chứa nước cam lồ. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cành dương liễu rưới nước cam lồ lên khắp chúng sanh trong sáu đường. Bất luận ai gặp khổ nạn hay bệnh tật gì, nếu được Bồ Tát Quán Thế Âm rưới nước cam lồ thì đều thoát khỏi tai nạn ấy. Đà La, Đà La, hán dịch là Năng Tổng Trì Ấn, là tâm lượng của toàn chúng sinh, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cam lồ thủ nhãn ấn pháp, tịnh bình thủ nhãn ấn pháp và dương chi thủ nhãn ấn pháp. Tất cả ba ấn pháp ấy để rưới nước cam lồ lên toàn thể chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi tam đồ lục đạo. 31. Địa Lị Ni. Địa Lị Ni hán dịch rất nhiều nghĩa. Thứ nhất là Thậm Dõng, nghĩa là dũng khí mãnh liệt, cũng có nghĩa là tịch diệt hoặc khiết tịnh. Thậm dũng là dạng tướng động, tịch diệt là dạng tỉnh, còn dịch là gia trì và thôi khai. Gia trì có nghĩa là làm cho các ác pháp đều được chuyển hóa hướng về phụng hành theo thiện pháp. Thôi khai là làm cho các nghiệp chướng tai nạn của chúng sinh đều được tiêu trừ. Đây là Cu Thi Thiết Câu Thủ Nhãn Ấn Pháp, gọi tắt là Thiết Câu Ấn Pháp, có công năng làm cho tất cả quỷ thần Thiên Long Bát Bộ đến hộ trì cho hành giả.
Nếu quý vị công phu hành trì thành tựu thủ nhãn này thì có thể bảo thiên long làm mưa và sẽ có mưa ngay. Nếu hành giả cần có gió, họ sẽ làm ra gió ngay. Khi hành giả muốn mưa gió đừng hoành hành thế gian nữa, mưa gió sẽ hết ngay. Quý vị sẽ nói, tôi không tin như vậy. Đúng vậy, đó chính là lý do mà tôi muốn nói cho quý vị nghe. Tất cả chỉ là vì quý vị không tin, không có niềm tin và không ở trong cảnh giới này thì khó lòng hiểu nổi. Nếu muốn, quý vị có thể hỏi những người vừa mới từ Đài Loan trở về ngày hôm nay về cơn mưa ở Đài Loan. Khi tôi nói chuyện với Phật tử ở Đài Loan qua điện thoại, họ cho biết trời đang mưa và rất lạnh. Họ mong muốn thời tiết được ấm áp và bớt mưa. Tôi bảo họ hãy yên tâm, chuyện đó sẽ xảy ra. Họ lại thắc mắc, sư phụ có thể khiến trời hết mưa hay sao? Tôi chỉ nói vắn tắt, quý Phật tử hãy đợi xem trời có tạnh mưa hay không. Ngay khi tôi vừa cúp điện thoại thì trời bắt đầu tạnh ráo. Họ đều cho đó là chuyện lạ kỳ. Thực ra đó chẳng phải là gì khác, chính là năng lực của thiết câu thủ nhãn ấn pháp. Quý vị chỉ cần kiết ấn và gọi thiên long, đừng làm mưa nữa, thì trời sẽ dứt mưa ngay. Loài rồng sẽ chấp hành theo lệnh của quý vị. Chỉ khi quý vị đã thành tựu ấn pháp này và đã thông thạo thiết câu thủ nhãn, rồng phun mưa sẽ tuân theo ấn pháp này và đình chỉ việc làm mưa liền. Quý vị sẽ nghĩ là tôi nói đùa, nhưng đúng là như vậy. Bây giờ tôi đang giảng kinh cho quý vị nghe, và tôi đang nói với quý vị bằng chân ngữ. Đây không phải là chuyện nói đùa. 32. Thất Phật Raja. Mỗi khi quý vị niệm Thất Phật Raja, thì toàn pháp giới này có một luồng chớp sáng phát ra. Cứ mỗi niệm Thất Phật Raja là có một luồng quang minh phóng ra bao trùm cả vũ trụ. Thất Phật Raja được dịch là phóng quang, còn dịch là tự tại. Phiên âm từ tiếng Phạn Isara như trong chữ Avalokiteshvara, ở đây có nghĩa là quán, vì có quán chiếu thâm sâu rồi mới được tự tại. Nếu quý vị không có sức quán chiếu thâm sâu thì quý vị sẽ không đạt được năng lực tự tại. Quán chiếu nghĩa là hướng vào bên trong tự tâm mà công phu, chứ không phải hướng ra ngoại cảnh bên ngoài. Nghĩa là hướng vào bên trong mà quán chiếu không ngừng. Hãy tự hỏi, ta có hiện hữu hay không? Ông chủ có hiện hữu trong chính tự thân quý vị không? Quý vị có làm chủ được mình hay không? Mặt mũi xưa nay của ông chủ có hiện hữu hay không? Thường trụ chân tâm thể tánh thanh tịnh có hiện hữu hay không? Nếu những cái đó đều hiện hữu, có nghĩa là quý vị đạt được tự tại. Còn nếu không hiện hữu, có nghĩa là quý vị không có được tự tại. Sự phóng quang cũng mang ý nghĩa tự tại. Nếu quý vị đạt được năng lực tự tại thì quý vị có thể phóng quang. Nếu chưa có được năng lực tự tại thì không thể phóng quang được. Thất Phật Raja cũng được dịch là hỏa diệm quang, cũng gọi là hỏa quang, đó là lửa, nhưng không phải là lửa pháp sinh từ tập khí phiền não như quý vị thường nói, tôi vừa nổi nóng như lửa. Đó cũng không phải là lửa xuất phát từ sự sân hận, phẫn nộ, căm hờn của quý vị, mà đó chính là lửa trí tuệ. Đó cũng chính là nước từ trí tuệ tiết ra để dập tắt lửa vô minh. Trí tuệ chân chính hiển lộ khi lửa vô minh bị dập tắt, đó chính là hỏa diệm quang. Khi quý vị trì tụng Thất Phật Raja, tức là quý vị đang phóng quang. Nhưng trước tiên quý vị phải có được năng lực tự tại. Không có năng lực tự tại thì quý vị không thể nào phóng quang được. Hãy nhớ kỹ điều này. Đây là Nhật Tinh Mani thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng chữa trị bệnh mắt mờ không thấy rõ. Dùng ấn pháp này khiến cho mắt được sáng lại. 33. Yara Yara. Yara Yara dịch nghĩa là hành động. Đó là hành động như quân đội thi hành một mệnh lệnh hành quân. Hành quân là một mệnh lệnh, nếu quý vị không tuân hành có nghĩa là chống lệnh. Đây là bảo đạt thủ nhãn ứng pháp. Khi quý vị rung chuông, âm thanh vang lên khắp không gian, thông cả thiên đàng, chấn động cả địa giới. Nếu quý vị cần thực hiện việc gì, chỉ cần rung chuông lớn,
các loài chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái đều tuân theo mệnh lệnh của quý vị. Chẳng hạn như khi có động đất, quý vị chỉ cần rung chuông lên rồi ra mệnh lệnh, quả đất không được rung lên như vậy, trái đất trở về trạng thái yên bình ngay. Bảo Đạt Thủ Nhãn Ấn Pháp cực kỳ diệu dụng. Nếu quý vị muốn hát với một âm điệu tuyệt vời, thì hãy công phu hành trì ấn pháp này. Khi công phu thành tựu rồi, tiếng hát của quý vị trong suốt như tiếng đại hồng chung vang lên trong không gian. 34. Mama Phạt Ma La. Mama hán dịch là ngã sở thọ trì, đó chính là một loại mệnh lệnh hành động, có nghĩa là mọi việc tôi làm bảo đảm chắc chắn phải được thành tựu. Mama là Bạch Phất Thủ Nhãn Ấn Pháp. Ở Trung Hoa, các đạo sĩ và tăng sĩ Phật giáo thường sử dụng phất trần. Các vị cao tăng thường cầm phất trần khi đăng bảo tọa để thuyết pháp. Bạch Phất Thủ Nhãn Ấn Pháp có công năng trừ sạch mọi nghiệp chướng của thân, trừ được mọi chướng ngại và tật bệnh. Chỉ cần phất lên thân vài lần là có thể tiêu trừ mọi nghiệp chướng và chữa lành mọi ma chướng sinh ra bệnh tật. Bạch Phất Thủ Nhãn Ấn Pháp có rất nhiều công dụng, nhưng người biết cách dùng ấn pháp này lại rất ít. Tôi biết hiện nay có rất ít người sử dụng được ấn pháp này. Năm người Tây Phương đầu tiên vừa đi thọ giới cụ túc ở Đài Loan đã trở về. Họ đã trở thành những vị tỷ khưu, tỷ khưu ni chân chính. Họ vừa đến phi trường vào lúc 4 giờ 30 chiều nay, chuyến bay 910 của hãng hàng không Trung Hoa. Ngày nay Phật giáo giảng đường đã có được nhiều xe hơi, nên toàn thể Phật tử hộ pháp trong đạo tràng cũng như toàn thể Phật tử ở San Francisco, Cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ đều có thể ra phi trường để đón mừng các vị tân tỷ khưu. Bình thường tôi chẳng muốn đến phi trường, nhưng trong chuyến bay ấy có trở về vài tượng Phật, nên tôi ra phi trường để nghênh đón tượng Phật chứ không phải để đón các đệ tử của tôi. Các đệ tử của tôi cũng không cần tôi đón, cũng chẳng cần đưa. Khi họ đi Đài Loan thọ giới, tôi đã nói với họ rằng: khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi tự độ. Nay họ phải tự độ chính họ. Họ đã ra đi, nay lại trở về, chắc chắn họ phải tự tìm ra con đường từ phi trường về chùa. Họ chẳng cần tôi phải chỉ dẫn, quẹo ở đó, đi theo đường này, đó là đường về chùa. Điều buồn cười nhất là khi họ viết thư báo cho tôi biết họ đã bỏ quên một thùng kinh, tôi bảo: bỏ quên kinh chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng chính là không có ai trong các con bị bỏ quên. Năm người đi thọ giới và nay năm người đều đã trở về. Sao vậy? Vì tôi đã mua bảo hiểm ở Chi Vị Bồ Tát, nên để cho bất kỳ ai bỏ sót lại là điều không thể chấp nhận được. Nếu một người không về, tức là Chi Vị Bồ Tát không thực hiện đúng hợp đồng. Thế nên tôi rất tin tưởng rằng tất cả các giới tử sẽ trở về và dịch vụ bảo hiểm của Chi Vị Bồ Tát không cần phải thanh toán hợp đồng. Quý vị nên nhớ một điều, những người thọ giới cụ túc trở về hôm nay là những vị tổ khai sơn của Phật giáo Mỹ Quốc. Đừng xem việc này đơn giản, điều này rất chân thật. Đừng như những kẻ tự cho mình là Phật tử, chỉ nằm ở nhà mà thích gọi mình là tổ tại gia. Thực vậy, cách đây vài hôm có một vị tổ sư tự phong đến đây và muốn hát tặng cho tôi nghe. Tôi giễu cợt ông ta: thật chán khi nghe ông hát. Ông ta chỉ bật lên ồ một tiếng rồi bỏ đi. Phạt Ma Ra là hàng ma kim cang hộ pháp, tay cầm bánh xe bằng vàng. Vị hộ pháp này có thể hóa thân lớn như núi Tu Di. Phạt Ma Ra hán dịch là tối thắng ly cấu, có nghĩa đó là pháp thù thắng nhất, xa lìa tất cả mọi cấu nhiễm ở thế gian, còn có nghĩa là vô tỷ như ý, vì không có gì có thể sánh với pháp này, và tùy tâm nguyện của mình mà mọi điều đều xảy ra như ý muốn. Đây là Hóa Cung Điện Thủ Nhãn Ấn Pháp. Nếu quý vị hành trì được ấn pháp này thành tựu, thì đời đời quý vị sẽ được sống cùng một trụ xứ với Đức Phật như trong một cung điện, không còn phải thọ sinh vào các loài thai sinh, noãn sinh và thấp sinh nữa. Công dụng của sự thành tựu ấn pháp này là đời đời được sống cùng chư Phật. 35. Mục Đế Lệ. Mục Đế Lệ là Dương Chi Thủ Nhãn Ấn Pháp của Đức Phật. Đó là nhánh cây mà quý vị thường thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cầm ở một tay,
còn tay kia Bồ Tát cầm một tịnh bình. Nhành dương này được Bồ Tát nhúng vào tịnh bình rồi rưới lên cho tất cả mọi chúng sinh bị đau khổ. Nước này không như nước thường, đó là nước cam lồ. Chúng sinh nào được nước này tưới nhuận sẽ có nhiều lợi lạc. Nước cam lồ có thể giúp cho mọi chúng sinh thoát khỏi khổ lụy, đói khát và bản tâm đạt được thanh lương. Mục Đế Lệ còn dịch nghĩa là giải thoát, đó là giải thoát khỏi mọi khổ nạn, bệnh tật và chướng ngại. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm thường dùng dương chi thủ nhãn ấn pháp này để giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi mọi bệnh tật, khổ nạn và những điều bất như ý. Bề ngoài chú này dường như không có gì quan trọng lắm, nhưng một khi quý vị công phu hành trì ấn pháp này thành tựu rồi, thì không những quý vị có thể giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ nạn, mà còn có thể hàng phục cả thiên ma ngoại đạo. Khi những thiên ma ngoại đạo được thấm nhuần nước cành dương này, họ tự nhiên hồi tâm hướng thiện, thực hành theo chánh pháp. Do vậy, dương chi thủ nhãn có diệu dụng vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Giọt nước cam lồ từ bàn tay Bồ Tát Quán Thế Âm không những chỉ giúp cho quý vị thoát khỏi mọi bệnh tật khổ nạn, mà còn có một diệu dụng khác. Khi một người sắp chết, nếu có phước duyên được Bồ Tát Quán Thế Âm rảy nước cam lồ thì có thể sống lại. Tất cả các loài cây cỏ thảo mộc đã khô héo, nếu được nước cam lồ tưới xuống cũng được hồi sinh. Cây cỏ là loài vô tình, mà khi được nước cam lồ tưới tẩm còn được nảy mầm đâm hoa kết trái như vậy, nên chúng sinh là loài hữu tình sẽ được lợi lạc biết bao. Đó là diệu dụng của dương chi thủ nhãn ấn pháp. 36. Y hê là độc lâu trượng ấn thủ nhãn ấn pháp, hán dịch là thuận giáo, nghĩa là một khi quý vị nhờ ai làm việc gì đó, họ đều ưng thuận. Khi quý vị dùng chánh pháp để giáo hóa, họ đều vâng lời. Câu chú này còn dịch là tâm đáo, nghĩa là trong tâm hành giả ước nguyện điều gì, nhờ năng lực của chú này đều được thành tựu. Câu chú này khiến cho Ma Hê Thủ La Dương là một thiên ma ngoại đạo thường cho rằng mình là vĩ đại nhất, cũng phải cung kính chắp tay đến nghe lời chỉ giáo khi nghe có người trì tụng thần chú này, không dám trái nghịch. Thế nên khi quý vị trì niệm câu y hê thì Ma Hê Thủ La Dương liền đến. Bất kỳ tâm nguyện của hành giả như thế nào, vị này liền thi hành ngay, đáp ứng đúng như sở nguyện của người trì chú. 37. Thất na. Câu chú này được dịch là đại trí huệ, cũng dịch là hoằng thệ nguyện. Đây là bảo cảnh thủ nhãn ấn pháp, bảo cảnh được ví như đại viên cảnh trí của chư Phật. Đại trí huệ là gì? Đó là khi chúng sinh không còn dính mắc vào vọng tưởng nữa, có đại trí huệ thì mỗi niệm đều là biểu hiện của trí bát nhã, mỗi tâm nguyện đều lưu xuất từ đại quang minh. Nếu quý vị có trí huệ chân chính thì sẽ có được quang minh, còn nếu chưa thể nhập trí tuệ tự tánh thì vẫn còn trong màn tối tâm của vô minh. Quang minh là ánh sáng dương, còn bóng tối vô minh là âm. Tại sao người ta ngủ tối? Bởi vì lực âm trồi lên quá mạnh. Do đâu người ta có trí tuệ sáng suốt? Bởi vì ánh sáng dương lớn mạnh hơn. Những người có trí tuệ không có lối suy nghĩ như những kẻ phàm phu. Họ có khả năng phân biệt rõ ràng chính tà, họ không cần phải hỏi người khác, họ biết mọi điều ngay nơi tự thân của mình. Họ không đi vào con đường tẻ, họ bước đi vào ngay chính lộ và hạ thủ công phu. Trong khi hành trì, trước tiên quý vị phải đạt được trí tuệ, rồi quý vị mới biết rõ ràng chính tà, để rồi mới tiến vào con đường chánh lộ và tránh con đường tà dại. Nhưng quý vị không thể nào biết rõ việc làm nào hư ngụy, nên cứ mãi khăng khăng tạo nghiệp ác. Quý vị không thể nào biết được rõ ràng thế nào là phạm giới, nên cứ thế mà làm, ráng hết sức để làm cho được. Cứ muốn nhìn cho được, dù thực sự đó là những thứ chướng ngại. Những hành vi như thế là sự ngu muội tột cùng, biểu lộ hoàn toàn sự non yếu trí tuệ. Ồ không, quý vị có thể phản đối: tôi là người có trí tuệ, tôi chỉ sai lầm trong nhất thời thôi.
chỉ sai lầm một lần thôi cũng có nghĩa là vô minh, không có trí tuệ rồi. Người có đại trí tuệ không hề có tư tưởng sai lầm. Thế nên tôn giả A Nan đã phát nguyện: tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Nghĩa là giúp cho con tiêu trừ vọng tưởng sai lầm trong muôn ức kiếp, khiến cho con chẳng cần trải qua A Tăng kỳ kiếp mà chứng ngộ được pháp thân. Tôn giả đã phát nguyện tiêu trừ vọng tưởng không những chỉ 1, 2, 3, 4, 5 hay 100 kiếp, nhưng trong vô số kiếp. Nhưng tại sao trong tâm ta lại có quá nhiều vọng tưởng như thế? Khi một vọng tưởng đi qua, vọng tưởng khác kế tiếp theo, và khi vọng tưởng ấy tiêu mất, vọng tưởng sau lại sinh khởi tiếp nối. Giống như sống trên mặt biển, quý vị cứ nghĩ rằng đại dương là vật vô tình, nhưng thật sự nó chẳng phải là thứ ngoài tâm quý vị mà có. Biển cả cũng được lưu sức từ trong tâm niệm của chúng sinh. Sóng biển không ngừng nổi lên rồi chìm xuống, cũng hoàn toàn giống như vọng tưởng của chúng sanh chẳng bao giờ ngừng. Nó liên tục mãi. Vọng tưởng trước vừa biến mất, vọng tưởng sau liền tiếp nối. Vọng tưởng này tiếp nối vọng tưởng kia, xoay dần tương tục, nối theo nhau không dứt, như dòng thác không bao giờ ngừng, không có vọng tưởng nào muốn rơi lại đằng sau cả. Chúng đều hoàn toàn muốn phóng dọt lên phía trước. Vì sao mà quý vị lại mắc phải quá nhiều vọng tưởng như vậy? Chỉ vì không có trí tuệ. Nếu quý vị có trí tuệ thì chẳng còn mãi mai vọng tưởng, và sống cũng không còn sao động nữa. Như trong câu thơ Thanh Phong Đồ Lai, Thủy Ba Bất Hưng, nghĩa là gió trong lành thổi đến, biển không còn sóng phao. Khi trong công phu mà quý vị đạt được định lực, cũng như sóng biển đã lặng yên, khi có được định lực thì nước trí tuệ hiển hiện, không còn một gợn sóng, chẳng còn một niệm vọng tưởng nào nữa. Lúc đó là thanh tịnh chân thật, đó là lúc nhất trần bất nhiễm, vạn lự giai không. Thực vậy, khi một người không còn bị vướng dù chỉ một hạt bụi vô minh thì chẳng còn phải lo nghĩ một điều gì nữa cả. Mọi thứ trên đời này đều là không. Đó chính là biểu hiện của đại trí tuệ. Người có trí tuệ thường thành công trong bất kỳ mọi việc, còn người thiếu trí tuệ thường bị thất bại trong bất kỳ việc gì mà họ nhúng tay vào. Do vậy nên trí tuệ là vô cùng quan trọng. Ngu muội là gì? Vô minh chính là ngu muội. Ngu muội cũng chỉ là từ vô minh mà ra. Khi vô minh sinh khởi, con người hoàn toàn bị mất sáng suốt. Quý vị hãy hỏi một người vừa mới làm một việc sai lầm xong thì rõ: tại sao anh lại làm việc đó? Họ sẽ trả lời: tôi không rõ nữa. Đó chính là do ngu muội, do sự thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ. Nhưng dù họ hành động mê lầm do vô minh, nhưng họ lại không chịu từ bỏ vô minh. Họ lại khăng khăng: tôi biết chứ, tôi biết nó sai mà, thật là quái lạ. Con người mê muội chỉ do vì không có trí tuệ, không đạt được đại viên cảnh trí, vì họ không chịu công phu hành trì bảo cảnh thủ nhân ấn pháp. Nếu họ tu tập ấn pháp này thì sẽ không còn ngu muội nữa. Bất luận chuyện gì xảy ra, đó là khi phùng quỷ sát quỷ, phùng Phật sát Phật. Đây cũng như việc cầm một cây dao thật bén, chặt ngay mọi vọng tưởng vừa lóe lên. Đại trí tuệ cũng như một con dao bén, hay còn được ví như thanh gươm. Quý vị có thể nói, gươm trí tuệ rất nặng, không dễ gì cầm kiếm ấy được. Đó là vì quý vị chưa từng cầm nó. Thực ra sử dụng kiếm này chẳng cần sử dụng chút sức lực nào cả. Nếu quý vị chưa từng cầm nó lên thì thấy nó nặng. Nếu quý vị đã cầm lên rồi thì thấy nó nhẹ. Nếu quý vị không chịu cầm lên thì nhẹ biến thành nặng. Nếu quý vị chịu cầm lên thì nặng biến thành nhẹ. Sao vậy? Vì quý vị đã cầm lên rồi. Nếu quý vị nói: tôi biết rằng gươm trí tuệ rất quan trọng, nhưng quá nặng, tôi không thể nhấc lên nổi. Và quý vị không sợ tới gươm, thế nên gươm trí tuệ này nặng thật,
Nhưng một khi quý vị đã sờ vào kiếm, đã dung gươm lên rồi, thì mọi sự hiểu biết đều bén nhọn như lưỡi gươm, chẳng còn một chút rắc rối nào nữa cả. Thế nên tôi thường nói với quý vị rằng, mọi việc đều tốt đẹp cả, chính là phát xuất từ đạo lý này. Nếu quý vị gặp nhiều việc rắc rối là vì quý vị không có thanh gươm trí tuệ. Nếu quý vị có được thanh kiếm trí tuệ ấy thì sẽ chẳng còn chuyện gì rắc rối nữa cả. Mầu nhiệm là ở điểm này. Núi sông, đất liền, lâu đài, nhà cửa, thế giới y báo cũng như chánh báo đều không vượt ra ngoài tâm niệm hiện tiền của chúng ta. Cái gì là thế giới y báo? Núi sông, đất liền, lâu đài, nhà cửa gọi là thế giới y báo. Thế giới chánh báo là thân tâm của chúng ta, chính là nơi mà con người chúng ta thọ nhận sự báo ứng. Nếu quý vị đã hiểu được sự báo ứng khi chính mình thọ nhận, nghĩa là quý vị không còn vô minh nữa. Không còn vô minh nghĩa là có trí tuệ. Điều này được ví như tấm gương, vật lai tắt ánh, vật khứ tắt không. Có nghĩa là vật đến liền chiếu, vật biến hoàn không. Tấm gương chẳng lưu giữ dấu vết gì cả. Kẻ trí thường thản nhiên với mọi chuyện và cứ để nó trôi qua mà lòng chẳng còn vướng bận điều gì. Mặc dù kẻ trí chẳng lưu giữ điều gì lại trong lòng, nhưng mọi vật thường tự hiển bày. Và mặc dù nó thường tự hiện bày, nhưng chẳng hề bị vướng mắc. Chúng ta là hàng phàm phu, chưa có được đại trí tuệ, phải nỗ lực vượt bậc để thường nhớ trì tụng chú Đại Bi, hoặc thường niệm câu y hê thất na thất na. Khi đã tụng một lần rồi là không còn quên nữa, đã tụng được hai ba lần, vài trăm lần rồi thì chẳng thể nào quên được nữa. Đó là phải cố gắng để ghi nhớ. Còn khi quý vị chỉ cần nhìn hoặc nghe lướt qua một lần rồi nhớ mãi không quên, chẳng cần phải dụng công ghi nhớ nữa, đó là khi trí tuệ của quý vị chiếu sáng như một đài gương trong. Người có trí tuệ đều biết rằng mọi hiện tượng đều lưu xuất từ tự tâm của mình. Nếu quý vị hiểu được điều này thì mình sẽ không còn tham, sân, si, mạn nghi nữa. Sao vậy? Vì mọi sự việc đều lưu xuất từ tâm mình, nên những thứ vui buồn, giận ghét đều là sở hữu của chính mình. Dù nó tốt hay xấu cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mặc dù nói về cảnh giới ấy thì rất dễ, nhưng tiếp xúc với cảnh giới ấy không phải dễ dàng gì. Cần phải có công phu mới tiếp xúc được với cảnh giới ấy. Những người không có công phu sẽ nói, đối với tôi chẳng có vấn đề gì rắc rối cả. Bên ngoài thì như thế, nhưng vấn đề rắc rối đang phát sinh và chống đối với nhau ở bên trong. Những người có trí tuệ chân chính thì rất hiếm. Quý vị cũng nên phân biệt rõ trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian còn gọi là thế trí biện thông, là có thể nhào nặn ngay ra một đạo lý khi nào cần đến. Nơi nào không có đạo lý, họ có thể tạo dựng ra, khiến mọi người nghe rất hợp lý. Những kẻ mê muội nghe họ nói liền nghĩ rằng, ồ, họ đề cập đến những đạo lý rất đúng. Thực ra, nếu quý vị có được trí tuệ chân chính, quý vị sẽ không bị đắm chìm trong mớ lý luận ngu muội của họ. Người ta thường nói, trong dương có âm. Cũng vậy, trong trí tuệ cũng có sự ngu muội, sự ngu muội một cách trí tuệ. Mặt khác, trong âm có dương, bên trong sự ngu muội ẩn chứa một trí tuệ. Chẳng hạn như quý vị có thể thấy một người chẳng nói năng gì cả, dường như là kẻ quê mùa dốt nát, nhưng anh ta làm những việc chân chính. Anh ta có thể hiện thân một kẻ hồ đồ mê muội, nhưng luôn luôn ứng xử khế hợp với đạo lý. Có rất nhiều người như vậy. Khi quan sát người khác, quý vị sẽ tự chiêm nghiệm ra chính tự thân mình có được trí tuệ sáng suốt hay không. Nếu quý vị có trí tuệ chân chính thì quý vị không bị người khác sai sử, dẫn dắt đến chỗ sai lầm. Còn nếu quý vị không có trí tuệ, quý vị sẽ bị người khác xui khiến làm điều sằng bậy. Trí tuệ và ngu muội có một mối quan hệ trực tiếp, đó là hai mặt của một chỉnh thể. Vắng bóng vô minh thì trí tuệ hiển bày, và vô minh sinh khởi khi thiếu vắng trí tuệ. Trong vô minh có trí tuệ, và chính trong trí tuệ có bóng dáng của vô minh. Sao lại như vậy? Vì trí tuệ và vô minh là một.
nếu quý vị biết vận dụng thì đó là trí tuệ, còn nếu không biết vận dụng thì đó là vô minh. Chẳng hạn như khi quý vị nâng thanh gươm trí tuệ lên thì đó chính là trí tuệ, còn khi quý vị buông thanh gươm ấy xuống thì đó là vô minh. Đó không phải là hai mà chỉ là một. Thế nên quý vị đừng bao giờ nói rằng mình đang đi tìm kiếm trí tuệ và đang xua đuổi vô minh. Không ai làm được việc ấy bao giờ, chủ yếu chỉ là sự hồi đầu. Có thể lấy ví dụ của bàn tay để biểu tượng cho trí tuệ và mặt kia để biểu tượng cho vô minh. Nếu quý vị muốn cầm nắm một đồ vật bằng mặt kia của bàn tay thì không thể nào làm được cả. Nhưng nếu quý vị dùng chính bàn tay của mình thì mới lấy được đồ vật. Việc không lấy được đồ vật là biểu tượng cho vô minh, và việc sử dụng bàn tay để lấy được vật là biểu tượng cho trí tuệ. Đó là hai khía cạnh của chỉ một ý nghĩa chung nhất, tùy thuộc vào sự vận hành của quý vị. Có người lại nói, này tôi đã hiểu rồi, vô minh và trí tuệ chính là bàn tay của tôi. Lại sai lầm nữa, bàn tay chỉ là ví dụ. Đừng nên cho rằng trí tuệ và vô minh chính là bàn tay, cũng giống như ví dụ ngón tay và mặt trăng. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật lấy ví dụ dùng ngón tay để chỉ cho người thấy mặt trăng, đừng nhầm lẫn ngón tay chính là mặt trăng. Thất na là đại trí tuệ, và còn có nghĩa là hoằng thệ nguyện, là phát nguyện rộng lớn. Khi muốn hoàn thành một việc gì, phải phát thệ nguyện, làm cho đến cùng. Như Đức Phật A-di-đà trước khi thành chánh giác, khi đang tu tập nhân địa với hình tướng của một tỷ khưu, Ngài đã phát 48 lời nguyện rộng lớn. Bồ-Tát Phổ Hiền cũng đã phát 10 đại nguyện chương. Bồ-Tát Quán Thế Âm cũng phát vô số lời nguyện, cũng như các vị tổ sư đã từng phát nguyện. Tôi đem giảng cho quý vị nghe về việc phát đại nguyện. Còn có lập nguyện được hay không là do ở quý vị. Tôi đưa đề tài này ra giảng vì tôi đoán chắc là quý vị chưa được thông hiểu, nhưng không phải là tôi bắt buộc quý vị phải phát nguyện. Nay quý vị đang tu học Phật Pháp, mỗi người nên tự mình lập hạnh nguyện, càng lớn càng tốt. Lập nguyện càng lớn thì sự thành tựu càng cao. Hiện nay chúng ta đều đang tu nhân và chưa ai thành Phật cả. Chúng ta nên phát lời nguyện ở nơi nhân địa mà tu hành. Mỗi người nên viết ra lời nguyện của mình thật chi tiết, đừng phát nguyện một cách hời hợt, qua loa, cho có chuyện, mà phải thiết thực như con nguyện cứu độ tất cả mọi loài chúng sinh. Thật chứ? Làm sao quý vị có thể độ chúng sinh được khi suốt ngày quý vị cứ tìm mọi cách để được ăn ngon, mặc đẹp ở nơi xa hoa tráng lệ? Việc cứu độ chúng sinh trước hết chính là độ chúng sinh nơi cái miệng chuyên nói lời vọng ngôn của quý vị. Độ cái bụng ham ăn, độ cái thân ham thích sung sướng của chính mình trước đã. Cho nên quý vị phải thẳng thắn và minh bạch trong khi phát nguyện. Hiện tại mình phát nguyện gì, tương lai sẽ ra sao? Như ở trong quá khứ, chúng ta có thể quên lãng những gì đã từng ứng dụng tu hành. Nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ thực hành điều gì? Mỗi người Phật tử đều phải nên có lời phát nguyện. Nay ở trong nhân địa, lời phát nguyện càng lớn thì trong tương lai kết quả sẽ càng cao. Nếu quý vị đặt tất cả nguyện lực của mình vào một lỗ chân lông, thì quý vị có thể phát một thệ nguyện lớn ngay từ trong một lỗ chân lông. Phát nguyện là một lời hứa thiêng liêng mà mọi người Phật tử đều nên thực hiện. Phát nguyện rất quan trọng, vì không có nó cũng như không có người hướng dẫn. Giống như đi đường mà không biết mình sẽ đi hướng nào, chẳng biết nên rẽ phải hay nên quẹo trái để đến đích. Nếu quý vị phát nguyện, cũng như khi du lịch có người hướng dẫn đường đi và nơi đến. Tại sao chư Phật và chư Bồ Tát đều phát nguyện khi tu đạo? Vì khi đã phát nguyện rồi, mình mới tự mình hành động, tương ứng với nguyện đã lập. Ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng khi tu hành ở nhân địa, Ngài đã phát lời nguyện vĩ đại: địa ngục dị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục nếu còn, con chưa thành Phật. Nguyện lực này cực kỳ vĩ đại, chúng ta cũng nên phát nguyện.
mỗi quý vị nên phát một hạnh nguyện phù hợp với những việc hàng ngày quý vị thích làm. 38. Arasam Phật Ra Xá Lợi. Arasam dịch là chuyển luân Pháp Vương, tức là vị Đại Pháp Vương thường chuyển cổ xe Đại Pháp, thường tuyên thuyết diệu nghĩa Đại Thừa. Giáo nghĩa này thậm thâm vi diệu, không ai có thể giảng nói tường tận được. Nhưng hiện nay quý vị đang được nghe giảng giải từng chi tiết rõ ràng. Đó là ý nghĩa của câu chú này. Đây là chưởng thượng hóa Phật ấn thủ nhãn ấn pháp. Quý vị nên hành trì ấn pháp này. Khi thành tựu rồi, đời đời khi được sinh ra liền thân cận bên Phật để học hỏi giáo pháp. Có rất nhiều cách để giảng giải chú Đại Bi. Chẳng hạn có một vị pháp sư khác giảng giải mỗi thủ nhãn này là danh hiệu của một vị Bồ Tát. Chẳng hạn vị ấy cho rằng chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn này là chưởng thượng hóa Phật Bồ Tát. Đây chính là trường hợp sai một ly đi một dặm. Sao vậy? Ở đây hoàn toàn chẳng có một vị Bồ Tát nào cả. Quý vị có thể đọc hết cả Tam Tạng Kinh Điển nếu quý vị muốn, nhưng sẽ chẳng thấy vị Bồ Tát nào có danh hiệu là chưởng thượng hóa Phật Bồ Tát cả. Có thể nói như thế này, chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của chư vị Bồ Tát, chứ không thể gọi đó là chưởng thượng hóa Phật Bồ Tát. Nếu gọi như thế là một sai lầm. Nên khi nói bảo bát thủ nhãn ấn pháp, quý vị có thể hiểu rằng bảo bát ấn pháp là pháp tu của chư vị Bồ Tát, còn bảo bát không phải là danh hiệu của một vị Bồ Tát. Mới đây tôi được xem qua bộ Đại Bi Kinh Giảng Nghĩa ở Hồng Kông gửi sang. Trong kinh này, họ đã giảng 42 thủ nhãn ấn pháp là danh hiệu của 42 vị Bồ Tát. Đó hoàn toàn sai lầm. 42 thủ nhãn ấn pháp trong kinh là các pháp tu của hàng Bồ Tát. Người học Phật Pháp nên ghi nhớ kỹ điểm này, không nên xác tín mà không căn cứ trên sự thật hiển nhiên. Trong khi giải thích Phật Pháp cho người nghe, quý vị phải có một lập trường vững chãi, chính xác về những gì mình đưa ra, còn không, quý vị sẽ phạm sai lầm. Arasam là chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp mà các vị Bồ Tát đều phải tu hành. Quý vị lại hỏi, Bồ Tát nào? Đây chẳng phải là một vị Bồ Tát nào riêng biệt cả. Bất kỳ người nào hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp thì người ấy chính là Bồ Tát. Bất luận người nào không tu tập 42 ấn pháp thì người ấy không phải là Bồ Tát. Nếu quý vị tu tập 42 thủ nhãn ấn pháp được thành tựu thì có thể minh chứng rõ ràng quý vị đã dự vào hàng Bồ Tát rồi. Phật Ra Xá Lợi dịch là Giác Thân Tử. Đây là Sở Châu Thủ Nhãn Ấn Pháp hoặc là Niệm Châu Ấn Pháp, là pháp môn của chư vị Bồ Tát tu tập. Khi Bồ Tát tu tập thủ nhãn này thành tựu, thì chư Phật trong mười phương nhiếp thọ và tiếp dẫn hành giả đến các thế giới Phật khắp trong mười phương. 39. Phạt Xa Phạt Xâm. Phạt Xa Phạt Xâm dịch là hoan ngữ hoan tiếu, có nghĩa là rất hoan hỷ khi giảng nói, còn dịch nghĩa là đại trượng phu và vô thượng sĩ. Đây là bảo cung thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì thành tựu ấn pháp này, nếu là người tại gia thì có thể được làm quan cận thần, người xuất gia có thể chứng được quả vị A-la-hán. 40. Phật Ra Xá Gia. Ở câu trên, Phật Ra Xá Lợi, Xá Lợi dịch nghĩa là Giác Thân Tử, còn trong câu Phật Ra Xá Gia, Xá Gia dịch là tượng, con voi, nghĩa là khi quý vị đã giác ngộ rồi, thì tâm thể quý vị được ví như một con voi chúa, còn được gọi là Pháp Vương Tử. Quý vị có thể là Pháp Vương tối cao trong tất cả các pháp môn. Nói chung, ý nghĩa của câu chú này là tâm giác ngộ như một tượng vương cao quý. Phật Ra Xá Gia là nói về bổn thể của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà là bổn sư của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm tỏ lòng tôn kính đức bổn sư của mình, nên Bồ Tát đã đảnh lễ Đức Phật A Di Đà trong khi tuyên thuyết chú Đại Bi, nên Đức Phật A Di Đà phóng hào quang để tiếp độ cho người trì chú này. Phật Ra Xá Gia là Tử Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp.
Trong 42 thủ nhãn có bạch liên hoa thủ nhãn, thanh liên hoa thủ nhãn, hồng liên hoa thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì thành tựu các ấn pháp này, hành giả sẽ được diện kiến mười phương chư Phật. Vì vậy, tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp rất trọng yếu. 41. Holo Holo Mara. Holo Holo Mara hán dịch là tác pháp như ý, cũng dịch là tác pháp mạc ly ngã. Đây là kim trọc ngọc hoàng thủ nhãn ấn pháp. Trong 42 ấn pháp, khi hành giả hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp này được gọi là tác pháp như ý, nghĩa là tùy theo tâm nguyện đều được như ý. Khi hành giả tu tập thành tựu ấn pháp này rồi thì mọi việc đều được như tâm nguyện, nên gọi là như ý. Còn tác pháp mạc ly ngã có nghĩa chính hành giả là người tu tập, không phải người nào khác, nên khi hành giả tác pháp này thì ấn pháp không rời khỏi hành giả và hành giả không rời khỏi ấn pháp. Pháp và ngã là một, thế nên chẳng có pháp và cũng chẳng có ngã. Pháp chấp và ngã chấp đều không. Đó là ý nghĩa của tác pháp mạc ly ngã. Hành trì kim trọc ngọc hoàng ấn pháp có thể khiến tất cả chúng sinh đều dâng theo sự giáo hóa của hành giả. Vậy họ tu pháp gì, họ đều tu theo pháp môn ấy không sai lệch. 42. Holo Holo Heri. Holo Holo hán dịch là tác pháp vô niệm, cũng dịch là tác pháp tự tại. Trong câu chú Holo Holo Mara đã giảng ở trước có nghĩa là tác pháp như ý, khi tác pháp vẫn còn khởi lên ý niệm. Còn trong câu chú Holo Holo Heri thì vắng bặt sự khởi niệm khi tác pháp. Nếu khi hành trì ấn pháp này mà còn khởi niệm, tức là còn vọng tưởng. Nếu hành giả không khởi niệm, tức là không còn vọng tưởng. Do vì hành giả không còn vọng tưởng nên đạt được khả năng tác pháp tự tại và trở thành người có năng lực quán tự tại. Đó chính là vị Bồ Tát thường quán sát âm thanh ở thế gian để cứu độ một cách tự tại, Bồ Tát Quán Thế Âm. Câu chú này là Bảo Bát Thủ Nhãn Ấn Pháp, là ấn pháp thứ ba trong số 42 thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng giải thoát cho chúng sinh khỏi những tai ương bệnh hoạn. Các vị xuất gia khi gặp người bệnh, trì chú này vào trong ly nước, cho người bệnh uống thì có thể được khỏi bệnh. Nếu bệnh không lành thì phải quán sát lại toàn bộ nhân duyên. Nếu gặp duyên lành, khi quý vị uống nước có trì chú đại bi thì liền được lành bệnh, là do đã đặt hết niềm tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu không được lành bệnh, có thể là do quý vị thiếu lòng tin nơi Bồ Tát. Thật sự là như vậy. Nay tôi sẽ truyền pháp này cho quý vị luôn, để cho ly nước có trì chú đại bi. Có được năng lực như vậy, quý vị không cần phải trì tụng toàn văn bài chú này, mà chỉ cần trì tụng câu Holo Holo Heri năm lần, rồi dùng tay kết ấn ba lần, búng vào phía trên ly nước, rồi trao cho người bệnh uống, sẽ được khỏi hẳn. Có khi bệnh không lành, có khi bệnh lành hẳn. Tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên giữa hành giả và người bệnh. Nếu quý vị có nhân duyên sâu dày với người bệnh, thì khi họ uống xong nước có trì chú đại bi, liền được khỏi bệnh. Còn nếu người bệnh không có duyên với hành giả, thì dù họ có uống nước đã trì chú, nhưng vì họ không có niềm tin ở Bồ Tát Quan Thế Âm, thì bệnh họ không được lành hẳn. Nói chung có vô lượng nhân duyên để tạo thành pháp duyên cơ bản này. Nếu người bệnh đã có công phu hành trì và phát tâm chí thành, khi uống nước có trì chú vào là liền khỏi bệnh. Còn nếu quý vị có tu tập nhưng thiếu lòng chí thành, thiếu sự tin tưởng vào chú đại bi, thì dù uống nước đã trì chú cũng chẳng ích lợi gì. Còn nếu quý vị có tâm chí thành và dù không tu tập đi nữa, thì khi uống nước đã trì chú cũng có được sự lợi ích. Những người vốn đã tạo nghiệp chướng sâu dày, nếu được uống nước đã trì chú vào thì không đủ tạo nên năng lực để chuyển hóa bệnh của họ. Còn nếu người có nghiệp nhẹ, khi uống nước đã trì chú vào thì có thể phát sinh năng lực to lớn.
đó là năng lực do thường xuyên trì niệm chú Đại Bi đã tạo ra một năng lực cảm ứng đạo giao. Chính năng lực này đã chữa lành bệnh. Thế nên bất luận trường hợp nào có trùng trùng duyên khởi quyết định sự thành công, đừng nghĩ rằng tôi đã hành trì Bảo Bát Thủ Nhãn Ấn Pháp, tôi đã trì chú Đại Bi vào trong nước, tại sao chẳng có chút nào hiệu nghiệm? Đó chẳng phải là nước trì chú Đại Bi không có hiệu nghiệm, chỉ vì công phu của quý vị chưa được đắc lực nên hiệu quả không được bao nhiêu. Có một số phái ngoại đạo cũng dùng pháp trì chú Đại Bi vào nước để chữa bệnh và đạt được công hiệu linh ứng. Đó là vì họ có sự trợ giúp của loài thiên ma khiến cho người được lành bệnh tin vào họ, rồi dẫn dắt vào hàng quyến thuộc của thiên ma ngoại đạo. Vì thế tuy cũng hành trì một pháp môn mà có thiên sai vạn biệt kết quả. Dùng nước Đại Bi để chữa bệnh cho người là một pháp môn thực hành Bồ Tát Đạo. Nhưng quý vị muốn tu pháp này, trước hết phải thực hành mọi hạnh nguyện của hàng Bồ Tát, phải luôn luôn giữ tâm niệm vô ngã, vô nhãn, nghĩa là trong tâm không còn bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả nữa. Quý vị đừng nghĩ rằng tôi chữa lành bệnh của chúng sinh được, khi tôi trì chú Đại Bi tôi tạo ra được sự cảm ứng vô cùng lớn lao. Nếu quý vị khởi niệm như thế, nghĩa là quý vị đã khởi dậy ngã chấp. Với ngã chấp ấy liền bị rơi vào ma chướng. Dù quý vị không có tâm niệm ngã chấp nhưng rất dễ bị gặp ma chướng. Khi tu tập pháp môn này, bệnh nào cũng do nghiệp chướng hoặc ma chướng. Nếu bệnh vì nghiệp thì chẳng có vấn đề gì khi quý vị chữa trị cho họ. Còn nếu bệnh do ma chướng, khi quý vị chữa trị cho họ có nghĩa là quý vị tuyên chiến với ma dương, nó có thể hãm hại quý vị. Nếu đạo lực của quý vị chưa đầy đủ, quý vị có thể bị thu phục vào cảnh giới của ma. Còn nếu quý vị có được đạo lực và tạo được đôi chút ảnh hưởng với chúng, thì chúng sẽ liên tục tìm mọi cách để đánh bại quý vị. Tôi vốn thích chữa bệnh cho mọi người, nên khi có ai bị bệnh, tôi tìm mọi cách để chữa cho họ. Nhưng sau đó, tôi phải đối đầu với ma chướng rất trầm trọng. Ở Mãn Châu, có một loài thủy quái muốn dìm chết tôi nhưng nó thất bại. Tuy vậy, có 50-60 người bị chết và hơn 800 căn nhà bị thủy quái này phá hủy. Sau đó, trên đường đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải, loài thủy quái đó lại tìm cách lật thuyền của tôi. Chỉ chút xíu nữa là tôi biến thành thức ăn của cá. Từ đó mỗi khi đi hoằng hóa đây đó, tôi thường ít khi chữa bệnh. Thế nên chữa bệnh là cách tốt nhất để kết duyên, nhưng đó cũng rất dễ kết oán với quyến thuộc nhà ma. Nó có điểm tốt và cũng có điểm không hay. Nếu quý vị làm việc đó mà tâm niệm không vướng mắc vào bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, thì quý vị có thể xoay chuyển mọi tình huống. Còn nếu quý vị không tự chuyển hóa mọi tâm niệm của chính mình khỏi bốn tướng trên thì rất dễ rơi vào ma chướng. Cho nên kết duyên với chúng sinh qua việc chữa bệnh cho họ là một vấn đề đòi hỏi năng lực tu tập rất cao. 43. Tara Tara. Quý vị nghe âm gian của câu chú này rất hùng, phải không? Tara Tara dịch là kiên cố lực, là thần lực rất mạnh mẽ, không một thứ gì có thể lay chuyển được. Kiên cố lực này có thể phá hủy và hàng phục tất cả loài thiên ma ngoại đạo. Đây là Kim Cang Sử Thủ Nhãn Ấn Pháp. Công năng của ấn pháp này là hàng phục tất cả các loại ma oán. 44. Tất lỵ tất lỵ. Tất lỵ tất lỵ có ba nghĩa. Thứ nhất là dũng mãnh như trong chiến trận. Người dũng mãnh là luôn luôn chiến thắng, không hề bị đánh bại. Nghĩa thứ hai là thù thắng, nghĩa là vượt lên trên tất cả sự hoàn hảo, không bao giờ bị thất bại. Thứ ba nghĩa là cát tường, vì khi hành giả có được sự dũng mãnh mới có được sự thắng vượt mọi chướng ngại, mới có được sự cát tường. Tôi thường nói với các đệ tử của tôi rằng, khi làm bất kỳ việc gì, dù ở cương vị nào cũng phải phát tâm dũng mãnh, thắng vượt, chứ không bao giờ được thoái thất. Nếu ai lui sụp, đừng trở về gặp mặt tôi nữa. Những người yếu đuối, bại hoại thì có ích gì? Họ chẳng khác gì một thứ mà người Quảng Đông thường gọi là thủy bì, là túi da đựng nước mềm nhũn. Còn ở Đông Bắc thì gọi là thảo bao,
là cái túi rơm để đựng hạt giống mềm yếu và vô dụng. Nên hãy nhớ điều này, bất kỳ ai muốn phát nguyện trở thành đệ tử của tôi là phải luôn luôn vượt thắng mọi điều, phải có tâm kiên cố như chùy kim cang vậy. Còn như thủy bì và thảo bao thì không thể nào theo nổi. Tất lỵ là hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp, có thể khiến cho tất cả long xà, hổ lang, sư tử, nhân cùng phi nhân phát tâm kính ngưỡng. Tuy nhiên, hành giả phải thực sự có tâm dũng mãnh, vượt thắng và tâm bất thối chuyển. Công năng của ấn pháp này